chưa thấy khuyến cáo là nên uống thuốc rồi. Rồi ok, thầy thuốc và bệnh nhân ăn một cái liều bức xạ rất lớn hay là cái chất lượng hình ảnh rất kém. Chụp X quang bây giờ thì các vị biết rồi, hiện tại bây giờ thì ở Việt Nam, ở trên thế giới không nói, là Việt Nam đang tồn tại hai cái kỹ thuật người ta gọi là chụp điện thế thấp và chụp điện thế cao. Nhưng đến bây giờ mà nói thì cái kỹ thuật mà chụp điện thế thấp người ta khuyến cáo cũng không nên sử dụng nữa. Vì tại sao ạ? Vì chụp điện thế cao này nó có rất nhiều các cái lợi ích so với chụp điện thế thấp. Cho nên bây giờ ấy, thì sau khi các bạn học về rồi, các bạn biết được cái kỹ thuật này rồi, thì cũng phải nên triển khai cái này ở cơ sở mình. Tất cả những cái máy ba pha, tức là máy dùng điện ba pha đấy, gần người ta gọi là máy cao tần đấy, thì đều có thể áp dụng được cái kỹ thuật này hết. Còn cái lợi ích của nó như thế nào tí tôi sẽ nói. Vấn đề công nghệ về xử lý ảnh thì đến bây giờ mà nói nó còn tồn tại hai cái công nghệ này. Một là CIA, tức là người ta gọi là xử lý ảnh mà có cái sự hỗ trợ của máy tính. Thế còn DDR tức là gì? Đây là X quang kỹ thuật số trực tiếp. Hai cái này hoàn toàn khác nhau về mặt nguyên lý cũng như là về mặt tốc độ xử lý. Các vị biết rồi, nếu mà kỹ thuật này thì người ta phải dùng một cái tấm nhận, trong đó có một cái gọi là một cái tấm nhận, và trong đó cái tấm nhận ấy có một hợp chất phốt pho, sau đó là gì, chụp một cái tất cả thông tin được lưu giữ ở đấy, đưa vào cái máy quét đưa vào máy tính chỉnh sửa, xong in ra phim. Thế còn bản thân cái này nó như là cái màn kỹ thuật số ạ, các bạn bấm một cái nó dài ngay, ấn cái nó ra phim ngay, như tất cả những hệ thống chúng tôi đang dùng ở đây, các bạn đi các bạn biết rồi nha. Thế thì hiện tại đến bây giờ mà nói là người ta khuyên là gì, nếu các bạn có sắm sửa có nâng cấp thì nên chú ý cái này, tránh làm cái này. Vì tại sao? CI ấy, nó là một cái tấm nhận kéo ra kéo vào, khi cái đầu đọc ấy, nó đọc xong rồi xóa được thông tin, đọc xong xóa được thông tin đi, thì bản thân tất cả cái động tác luân chuyển ấy nó sẽ làm cái tấm ấy chảy xước, rồi với thời gian thì nó cũ đi và cái chất lượng hình ảnh nó sẽ bị suy giảm. Còn với cái kỹ thuật đặt số trực tiếp các vị biết rồi, cũng như là các vị chụp ảnh cái máy điện thoại từ lúc mua đến lúc vứt đi chụp vẫn giống nhau cả thôi, nó không có sự thay đổi về mặt chất lượng hình ảnh. Cho nên là gì, cái hướng đến bây giờ là người ta phải dùng cái kỹ thuật này nhá. Chụp từ quảng cận quang các vị biết rồi, kết hợp tăng sáng truyền hình để tham khảo các cái vấn đề về trung thất. Chụp các lớp cổ điển thì cái này bây giờ gần như chỉ có khái niệm thôi, Việt Nam mình cũng đã gọi là ending cách đây nó khoảng độ 20 năm rồi, không dùng nữa. Vì tại sao? Vì bây giờ chụp các lớp vi tính là nó ra đời, nó thay thế được cho cái chụp các lớp cổ điển này. Chỉ có điều là chụp các lớp vi tính này thì hiện tại bây giờ ở Việt Nam mình đang tồn tại hai cái công nghệ là đơn dãy đầu thu và đa dãy đầu thu. Thế thì các bạn biết rồi, đơn dãy đầu thu tức là gì? Một vòng quay một nhát, và vòng quay một nhát, còn đa dãy đầu thu là gì? Một vòng quay có bao nhiêu dãy đầu thu thì nó có bấy nhiêu nhát. Ví dụ ở đây chúng tôi dùng hai hệ thống, một là 16 dãy và 64 dãy, có nghĩa là gì? Mỗi một vòng quay của bóng thì được 64 cái slide ảnh được hiện, được thu nhận. Cho nên là gì? Nó đẩy nhanh cái tốc độ chụp lên. Và đối với việc tham khảo động ngực ấy, thì người ta khuyên là gì? Các cơ sở nếu mà mua sắm ấy, cố gắng sắm sửa những thiết bị càng nhiều dãy càng tốt. Lý do tại sao ạ? Chúng ta cũng vẫn kể cả chụp các lớp cũng như chụp thường quy, bệnh nhân vẫn phải chú ý hít sâu vào lý thở, cái thời gian lý thở nó ngắn, càng ngắn thì càng tốt. Vì tại sao? Vì càng dễ đầu thu thì nó sẽ rút ngắn cái thời gian phát điện, rút ngắn cái thời gian chụp. Thì như vậy là gì? Cái chất lượng ảnh nó tốt mà nó đỡ được cái việc chồng lớp ảnh do những cái động tác hô hấp lên xuống. Đó. Thế thì chỉ có điều rằng vì nếu càng dễ đầu thu thì nó càng đắt. Nhưng suy cho cùng nếu xét về mặt tiêu chí phát triển kỹ thuật thì rất khoát phải sắm. Và bây giờ những cái tiêu chí của các cái chụp lồng ngực, ví dụ chụp CT liều thấp để sàng lọc tư bổ chẳng hạn, thì cái thế giới người ta chuẩn mực là gì? Là phải máy từ 16 dãy trở lên. Chứ máy 2 dãy, máy 4 dãy, máy 8 dãy bây giờ cũng không nói chuyện để làm cái kỹ thuật đấy đâu nhá. Chụp phế quản cảm quang cái này thì gần như bây giờ người ta cũng bỏ. Trước kia người ta chẩn đoán là gì? Không có cắt lớp, người ta muốn xem phế quản giãn, ở phế quản co hẹp và có u trong phế quản, người ta phải bơm thuốc cảm quang vào, sau đấy cho bệnh nhân năn trở ho sặc sụa, chụp bằng cái máy thường quy đưa ra một cái hình ảnh. Tí nữa trong cái bài này sẽ có những cái phần đấy. Nhưng cái kỹ thuật này đến bây giờ người ta cũng bỏ, không làm nữa. Vì tại sao? Vì cắt lớp vi tính nó thay thế được. Hai nữa là bản chất kỹ thuật này là kỹ thuật mà người ta gọi là thăm khám có xâm nhập vào đường hô hấp, bơm một lượng thuốc cảm quang rất lớn vào, bệnh nhân ho sặc sụa nhiều khi còn tím tái khó thở. Thế nên cái này gần như chúng tôi ở đây giờ cũng không sử dụng nữa nhá, và chúng ta cũng không khuyến cáo sử dụng về sau này nữa. Siêu âm trước kia thì quan niệm là siêu âm đối với chuyên khoa phổi này, chuyên khoa ngực này thì gần như không ai khuyến khích. Các thầy nói là lý do thế này, phổi ấy, trong nó chứa khí, mà khí ấy, nó là một cái môi trường đàn hồi, mà khi đã đàn hồi thì có nghĩa là gì, sóng âm truyền qua đấy sẽ bị phản xạ nhiều lần, không tạo ra ảnh được, ngoài cái việc tạo ra thì nhảy chui cái đuôi sao chổi, khi mà chúng ta đặt cái đầu lò thì cứ thấy cái đuôi sao chổi nó chạy lên chạy xuống. Nhưng ngày nay ấy, thì cái quan điểm này đã khác ở chỗ là gì,
người ta dùng siêu âm để thăm khám các bệnh lý về màng phổi, cũng như là thăm khám các bệnh lý nhu mô sắc thể ngực, rất có giá trị, rất có giá trị. Và trên thế giới có rất nhiều những cái cuốn sách nó đã viết về cái kỹ thuật siêu âm như thế nào. Đây, trong máy tính của tôi là có. Thế thì nếu bạn nào mà muốn nghiên cứu nhiều về cái này thì cũng nên tham khảo tất cả cái tài liệu ấy. Còn tuy nhiên là gì, hiện nay ấy thì do cái vấn đề gọi là chụp các lớp vi tính ấy, nó cover, nó bao phủ quá rộng đối với chuyên khoa lục địa rồi, cho nên là cái vai trò của siêu âm thì nhiều khi nó cũng bị lu mờ. Nhưng còn chính các cái bạn ở các cái tuyến dưới ấy, mà chưa có các lớp hoặc là các lớp chưa đủ để phục vụ các bạn ấy, thì hết sức lưu ý cái kỹ thuật này nhé. Chụp bạch phổi các bạn biết rồi, ở phổi nó có hai hệ thống tuần hoàn chức phận và tuần hoàn chức năng. Chức phận là gì? Là hệ thống tuần hoàn của động mạch phổi, tĩnh mạch phổi, sau đó là gì, cung cấp oxy, lấy oxy từ phổi vào máu đấy. Thế còn cái động mạch phế quản thì chính là cái việc là gì, là cái câu chuyện là nó lấy cái máu từ hệ thống đại tuần hoàn đi nuôi chính các thành phần ở trong phổi nhé. Thế thì hai cái hệ thống này là hai hệ thống gọi là vừa độc lập vừa đan xen, vừa khác về chức năng nhưng nhiều khi nó lại có những chức năng chung của nó, thì đó tôi sẽ nói. Thế thì trong vấn đề chẩn đoán hình ảnh đối với việc mà can thiệp mạch phổi bây giờ ấy, thì cái việc chụp hệ mạch của hai cái loại tuần hoàn này rất quan trọng. Ví dụ bệnh nhân bị ho ra máu, nó tổn thương ở đâu, tổn thương như thế nào, làm như thế nào để xác định được tổn thương, làm như thế nào để nút mạch cho nó đúng, thì tất cả những cái này cái kỹ thuật thì người ta phải biết. Chụp cầu hồng từ, thực ra đối với cầu hồng từ ấy, thì cái thế mạnh của nó không về về mặt thăm khám lồng ngực thì cầu hồng từ nó không phải là thế mạnh. Tại sao? Vì phổi nó là một cái tạng luôn cử động. Và các bạn biết rồi, nếu chụp cầu hồng từ bệnh nhân đang chụp chỉ cựa quậy một cái là chụp lại, tức là gì, nó chỉ phục vụ tốt nhất cho những cái đứng yên. Còn đương nhiên ví dụ những cái tạng mà nó có chuyển động, ví dụ như tim chẳng hạn, bây giờ người ta cũng có những cái kỹ thuật để chụp, nhưng phải nói rằng là những cái máy để mà khảo sát được cái đó thì nó đòi hỏi về cái từ lực hay cái công suất rất là lớn. Chứ còn những cái máy mà tầm cỡ như 1.5 test nam như của chúng tôi đang sử dụng đây thì cái đấy trong khám tim là rất khó. Nhưng ví dụ chẳng hạn 108, 354 chẳng hạn, một số nơi nó dùng những cái máy 3 test xa nó có thể thăm khám tim rất tốt. Vì tại sao? Vì cộng từ ngoài vấn đề thăm khám hình ảnh nó còn đánh giá được về mặt chức năng. Thế nhưng đối với chuyên khoa phổi ở đây ấy, thì chúng ta dùng cái cộng từ đấy là làm gì? Đấy là gần đây ấy, thì người ta phát triển một cái kỹ thuật người ta gọi là chụp cộng từ toàn thân và dùng sử dụng cái chuỗi thu huyết tán, hay là người ta gọi là chuỗi sung diffusion này, thì nó có thể tầm soát rất tốt tất cả những cái tổn thương thứ phát. Ví dụ bệnh nhân đến đây được chẩn đoán ung thư phổi nguyên phát, câu hỏi đặt ra trước khi mà chẩn đoán đa đạn thì cần phải có một cái khảo sát xem có di căn ở khâu không, thì người ta dùng cái cộng từ toàn thân này để người ta khảo sát cái đó rất tốt. Chụp ghi hình động mạch phóng xạ, đặc biệt cái ghi hình động mạch phóng xạ trước kia thì gần như là người ta phát hiện ở những thập kỷ 60 của thế kỷ trước, sau đó không dùng nữa, nhưng đến bây giờ mà nói thì bắt đầu các nước châu lại đang phát triển trở lại cái này. Cái này ấy, nó có một cái lợi điểm là gì, nó rất hay ở chỗ là gì, nó đánh giá được cái sự thông khí của các cái vùng phổi khác nhau ở trên phim chụp có ghi hình động mạch phóng xạ. Các vị biết rồi, chụp này là gì, cho bệnh nhân hít vào cái chất xê lông. Thế bình thường nếu thông khí tốt thì cái chất xê lông nó phân bố đều khắp hai các cái khu vực đường thở như này. Nhưng ví dụ chẳng hạn có một khu vực nào đấy mà nó tắc nghẽn, khu vực nào đấy phổi nó giãn, khu vực nào đấy bị cản trở mà cái khí nó không vào, thì lập tức cái máy quét cái ghi hình là gì, nó đóng vào một cái khu vực đấy là thông khí kém. Và đến bây giờ mà nói là người ta phát triển cái kỹ thuật để nhằm mục đích người ta khảo sát chức năng từng vùng của phổi, và từ cái khảo sát chức năng ấy người ta có thể quyết định được gì. Bây giờ các bạn biết rồi, bệnh gọi là những bệnh nhân bị giãn phế nang, những bệnh nhân bị khí phế thủng là nhiều khi nó có những cái vùng phổi bị tê liệt, bị giãn không trao đổi khí được, nhưng chính cái giãn ấy lại chèn ép những cái vùng bên cạnh. Thế thì những bệnh nhân đấy là sẽ dẫn đến suy hấp, dẫn đến gọi là những mất cái chân, mất dần chức năng thông khí. Cho nên người ta tính chuyện là gì, người ta phải có những cái cách điều trị để giảm thể tích phổi, giảm thể tích phổi, nhưng mà giảm là giảm những cái chỗ không còn chức năng ấy. Thế thì muốn đánh giá nó thì làm thế nào, người ta phải dùng cái này. Trước kia thì có rất nhiều cái kỹ thuật khác nhau nhưng nó đều mang một cái con số thì không chính xác, nhưng ghi hình động mạch phóng xạ bằng cái kỹ thuật này rất chuẩn mực. Và bây giờ thế giới ấy là cái gì, người ta nghĩ là cái trò là gì, ví dụ toàn bộ cái phổi đi vào cái này, toàn bộ cái thủy dưới cái phản nó giãn hết, nó không chức năng, người ta sẽ đặt vào cái đường dẫn khí của cái thủy dưới một cái van một chiều. Cái van đấy là gì, chỉ có tác dụng là gì, khí đi từ trong ra, chất tiết từ trong ra, còn khí từ ngoài vào không vào được. Và như vậy là gì, cái chỗ đấy nó cứ xẹp dần nó giảm thể tích lại, thì những cái phần của cái thủy trên nó nở ra, nó sẽ đáp ứng được cái chức năng thông khí tốt hơn. Đấy người ta gọi là các kỹ thuật giảm thể tích phổi. Ở Việt Nam mình, Học viện Quân y đang tiến hành đề tài này, và người ta cũng đạt được đến mấy chục ca, gần 5-6 ca đấy, rất tốt. Thì đấy nó là một cái tin vui cho những người mà bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà bắt đầu có giãn phế nang, có cái ví dụ. Thì cái đó là cái mà chúng ta cũng cần biết rằng là
cái chẩn đoán hình ảnh chúng ta góp ích gì cho việc đấy nhá. Và cuối cùng là gì, là chụp PET CT. Đấy, PET CT nó là cái gì? Cái này nếu Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn không làm gì cái này cả. Thế nhưng mà ví dụ ở các tỉnh thì chắc chắn là chưa là nhìn thấy cái máy này được. PET CT nó là gì? Nó là một cái sự phối hợp hệ thống là gì? Đây là một cái máy CT và đây là một cái PET. Các vị biết rồi, PET nó là một cái phương tiện chẩn đoán hình ảnh mà phải dùng nóng vị đồng vị phóng xạ, tức là thuộc cái chuyên ngành về y học hạt nhân. Người ta về cái nguyên lý của nó là gì? À, người ta thấy là cái máy CT này là có cái khả năng phát hiện bệnh rất tốt. Nhưng nhìn hình ảnh CT để nói đến là bệnh gì rất khó, tức là gì, độ nhạy cao, độ ẩn đặc hiệu thấp. Nhưng ngược lại cái máy PET này ấy, thì hình ảnh của nó thì xấu, nhưng nó lại có thể khẳng định được, hay nó nói cách khác là đưa ra cái thông tin được là bản chất cái tổn thương ấy là cái gì, nhờ cái việc là nó đo được cái chuyển hóa tế bào. Khi mà dùng cái PET CT này, các vị biết rồi, đầu tiên ấy là người ta phải tiêm cho bệnh nhân một cái chất, có cái chất người ta gọi là FDG18 này. Thực ra đây là một cái chất, nó là một cái dược chất phóng xạ mà được tạo ra bởi vì người ta cho các phân tử đường vào cái phóng xạ số 18 này, cho vào một cái lò quay ra tốc đó khoảng độ, tôi cũng nhớ khoảng độ mấy trăm ngàn vòng một phút. Ở một bên trái thì người ta quay ở dưới cái gọi là cái khoai hoặc bệnh nhân, và sau khi được cái dược chất đi rồi, cái chất phóng xạ gắn thì được rồi, thì lập tức trước khi chuột cho bệnh nhân người ta tiêm cái chất này vào. Và nguyên lý thế này, ở trong cơ thể con người cứ chỗ nào tế bào tăng chuyển hóa đấy thì sử dụng đường nhiều, và tăng chuyển hóa sử dụng đường nhiều thì đương nhiên sẽ bắt giữ cái chất này nhiều, và khi bắt giữ cái chất này nhiều vào cái vị trí đấy thì lập tức cái máy ấy nó ghi hình lại được như thế này đó. Các vị biết sau khi tiêm nhé vào FDG18 vào, đây là một cái hình CT chụp bình thường của một u phổi, tiêm cái dược chất để phóng xạ vào thì người ta thấy à, như vậy là chính cái khối này nó giữ cái chất này rất nhiều, nó trộn hai hình này với nhau được cái hình ảnh này, người ta gọi là hình ảnh PET CT nhé. Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh cần phải biết những hình ảnh này để ngày mai với bệnh nhân người ta có mang cái kết quả này từ trung ương về mình là tuyến tỉnh tuyến huyện cũng cần phải biết à, đây là hình ảnh của PET CT, chứ lúc đấy cũng lại chẳng biết là cái quá gì thì rất là buồn. Thế thì ở đây ấy, là nó nói là cái câu chuyện gì, như vậy cái nhân này là cái nhân nóng, cái nhân này là cái nhân giữ được chất phóng xạ này, cái nhân này là tăng chuyển hóa, và trong cơ thể phần lớn đấy là tổ chức ung thư đấy. Thế cho nên là người ta dùng cái này để người ta khảo sát những cái ung thư nguyên phát hoặc là những cái vi gan toàn thân nhờ những cái kỹ thuật như thế này. Bây giờ là rất nhiều Hà Nội thì bây giờ có rất nhiều cơ sở có cái này, 108 có, Bạch Mai có, Viện Ca có, thế rồi Việt Đức có, đấy là những nơi mà chúng ta có thể gọi là nó gửi đều mà chụp những cái kỹ thuật này. Và cái kỹ thuật này nó có một cái thế mạnh, đấy là gì, đấy chính là cái khảo sát cái tế bào, và khi người ta đo cái hoạt, khi mà người ta chụp PET CT thì người ta dùng cái gì, người ta đo cái hoạt độ phóng xạ ở đây, giống như người ta cắt nước, người ta đo thì đo vào đây một cái. Nếu như giả sử mà cái hoạt độ phóng xạ nó cao ấy, trên 2.5 thì cái khả năng đấy là tổ chức ung thư là rất lớn, là rất lớn. Đấy, tôi muốn giới thiệu qua để các bạn biết một chút về cái PET CT này. Còn đây cái slide này, đây CA nó là như thế này đấy ạ, tấm nhận đưa vào máy quét đưa vào xử lý mới ra cái phim như thế này. Còn đây chôn một cái vào đời tơ xử lý lại luôn, hai cái nó rất khác nhau về mặt công nghệ, tốc độ xử lý rất nhanh, nhưng cái này thì chất lượng hình ảnh nó khác hẳn cái này. Cho nên nhá, chớ có dại nhé. Bây giờ bắt đầu mua sắm, nghe mấy cái công ty mà nó chuyên buôn hàng rác ở nước ngoài về, nó cứ dỉ tai một cái là mua cái này về là gần như là cái công nghệ rất là hậu rồi, mà người ta phải đón nhận cái công nghệ này nhá. Cái công nghệ này bây giờ cũng rẻ lắm, các bạn đang có cái máy sẵn rồi chỉ mua một cái đời tơ, mua tấm nhận ghép vào xong, nó cũng không khó khăn gì trong cái chuyện tạo ra một cái kỹ thuật tốt cho các bạn này. Và đây là một cái slide đầu tiên muốn giới thiệu cho các bạn. Đấy, về mặt kỹ thuật, cái tuần này tôi đang ra cho các bạn định hướng là vấn đề học về kỹ thuật là như thế này. Thế thì các bạn hình dung là muốn chụp cái phổi chuẩn nó là như thế này. Việc đầu tiên ấy là người ta phải tính toán cái khoảng cách từ bóng phát tia đến cái tấm nhận. Thế giới người ta phép là dao động từ 100m4 đến 2m, nhưng tốt nhất chúng ta để 1m8. Tại sao ạ? Vì lý do là tiếng cho nó phát ra là theo hình nón, hình chóp lõm này. Cho nên nếu chúng ta mà để càng gần thì nó sẽ phóng đại hình nhỏ, còn để càng xa thì đương nhiên cái cường độ rất thấp. Cho nên người ta tính toán được rồi, cứ để khoảng 1m6, 1m8 là ok nha. Và bao giờ cũng thế, tia là phải đi từ phía sau bệnh nhân ra phía trước. Đấy, chống hai tay ép cái đại sát ở phía trước như này, thì như vậy nó tách được cái xương bằng ra. Một trong những tiêu chuẩn đánh giá đấy là xương bằng tách ra khỏi trường phổi hai bên. Và đây người ta nhìn, người ta đẩy như thế này. Ở đây cái này đấy là các bạn nhìn thấy là phải cái tia trung tâm bấm cái đèn tia bao một cái, nó có hai cái dấu cộng này, đúng vào đây ạ, nó phải ngang với cái đoạn khoảng D4 D5 nơi mà chia đôi,
của cái khí phế quản như này đấy, và hai cái tay đẩy như này ép ra chị viết cái thế này thì nghiễm nhiên hai cái xương bàn tay ra được nha. Thì cái đó là cái chúng ta phải hết sức lưu ý về khi chụp, hết sức hạn chế khi mà cho bệnh nhân chụp lòng ngửa như thế này. Vì tại sao? Vì chụp lòng ngửa thì bao giờ cũng thế, cũng có sự phóng đại hình ảnh của tim, và phóng đại như thế này nghiễm nhiên là nó phì đại ra thì nó sẽ che lấp những cái mình cần nhìn. Cho nên là gì, tránh cái chuyện này không nên, trừ những bệnh nhân nằm ở khoa cấp cứu, trừ những bệnh nhân mà không thể ngồi dậy, không di chuyển được, bắt buộc phải chụp tư thế này thôi. Còn về nguyên tắc không nên chụp lòng ngửa như thế này nhá. Ở đây là hai cái phim này, nếu như cùng bệnh nhân đấy nằm ngửa thì đương nhiên tất cả cái chỉ số trung chất nó rộng ra, cùng cái bệnh nhân đấy dựng đứng thì cái này lập tức cái câu chuyện nó khác. Đấy, cho nên là nhớ nhé, tư thế chuẩn là gì? Một là bệnh nhân đứng chống hai tay sườn, ép hai cửu tay ra phía trước, hai vai cân đối và tia đi từ đằng trước ra đằng sau, cái tia trung tâm bao giờ để ngang mức cuộc sống D4 hoặc D5. Ok nhá, thì các bạn sẽ và nhớ là phải chụp tư thế đứng. Và đây này, một trong các phân biệt là chụp tư thế đứng lúc nào nó nhìn thấy cái túi hơi đã đầy, còn chụp tư thế nằm không thấy. Tại sao? Vì nước tự hơi bao giờ nó bốc lên cao nhá. Cái đó cái chúng ta cần lưu ý. Trong quá trình chụp thì hết sức lưu ý kỹ thuật. Nếu mà bây giờ tia quá non thì nó tạo ra một cái phim như thế này, tia quá cứng thì tạo ra cái phim này, thế nào là cứng thế nào là non thì đi học ở đây cần phải hỏi các anh kỹ thuật viên nhá, các anh sẽ nói được như thế nào là cứng thế nào là non. Và tất nhiên đây nó là những cái mà chúng ta sẽ không chấp nhận được, không đọc được trên những cái phim như thế này, hết sức lưu ý. Và đây ấy, thì người ta khuyến cáo là gì, là muốn có một cái phim chất lượng tốt thì phải áp dụng kỹ thuật chụp cá cá là gì. Đây này, đầu tiên người ta phải đẩy kilovol lên khoảng từ 100-120 kilovol. Trước kia nếu mà chụp không có áp ấy, thì thông thường người ta chỉ để con số này 6-70 thôi, và sau đó người ta đều chỉ cái thời gian phát tia và cái dòng cái mini ampe này để làm cái phim. Nhưng bây giờ thì người ta khuyên là gì, nên chiều cao áp. Và thế thì cái chiều cao áp này nó có lợi điểm là gì, khi chúng ta tăng cái kilovol lên thì cái khả năng đâm xuyên của tuyến nó sẽ tốt hơn, và khi khả năng đâm xuyên của tuyến nó tốt hơn thì nó sẽ giúp cho chúng ta quan sát được cái vùng mà trước kia người ta gọi là vùng mù, ví dụ trung thất, ví dụ các cái túi cùng sườn hoành. Nhưng đến bây giờ nếu tuyến nó đâm xuyên tốt thì tất cả cái chỗ đấy trở nên vùng mù sáng sủa, chúng ta nhìn thấy rõ. Và thế này, khi mà đẩy kilovol cao thì đương nhiên người ta sẽ giảm thời gian phát tia xuống cái mức tối thiểu có thể. Ở đây tính nhanh như vậy là 5/1000 giây, rất thấp, 0.005 giây, tức là 5/1000 giây. Thế thì khi mà giảm cái thời gian phát tia như thế này thì gần như các cái động tác rung hay động tác gọi là như người ta gọi lại trước là bị là do động tác thở, là gần như không có giá trị gì khi mà chúng ta bấm máy chụp kỹ thuật này, vì thời gian phát tia của nó quá ngắn. Có nhiều giám đốc thì cho rằng như này, anh ạ, nếu mà đẩy kilovol cao này thì cháy mất bóng của em. Có phải vậy? Không phải đâu. Các vị hình dung như thế này, đẩy kilovol lên cao nhưng thời gian phát tia cực ngắn. Các vị cũng không khác gì bây giờ một cái ô tô rất xịn, các vị chỉ đổ máy đi từ nhà đến đây hết có cây số, chưa lắm máy đã tắt xong thì cái xe cực kỳ bền. Thế còn mặc dù là gì, các vị có để đi một đoạn đường rất dài, đi rất chậm, đi rất dài, nhưng nếu mà 100 cây số các vị mới tắt máy thì cái xe nó lóng nó nhanh nhỏ. Ý người ta nói là gì, cái thời gian, cái tuổi thọ của cái tắc ở trong bóng ấy nó không phụ thuộc vào kilovol mà nó phụ thuộc vào thời gian nó phải làm việc ấy. Thời gian nó làm việc càng kéo dài thì cái gọi là tuổi thọ nó sẽ càng bị giảm đi. Cũng như là nếu anh làm như thế này thì nghiễm nhiên là gì, cái liều, tổng liều chiếu cho bệnh nhân sẽ giảm đi một cách đáng kể. Càng chiếu nhiều thì bệnh nhân càng ăn đi nhiều, còn thời gian phát đi càng ngắn thì bệnh nhân ăn đi sẽ rất ít. Đấy, cho nên là cái lợi ích của cái chụp cao áp là như thế. Và các yếu tố khác, ví dụ vẫn là chụp vào lúc bệnh nhân hít sâu vào nín thở, tạo ra một cái động độ đông xuyên tích hợp tư thế bệnh nhân hướng tia theo chiều sau trước, để tôi nhắc lại thôi, chúng ta bạn này đã nói rồi. Ở đây các bạn nhìn thấy đây là một cái phim của cái phổi chụp phổi cao áp đấy. Đó, các bạn nhìn thấy có gì khác ở phim thường? Cái phim này nó khác cái phim thường ở chỗ là gì, tất cả những cái gì ở trong phim rất là chúng ta vẫn nhìn thấy. Trước kia toàn bộ khu vực này chúng ta nhìn thấy chỉ là một cái màu trắng phát thôi, không nhìn thấy gì. Nhưng bây giờ nhá, chúng ta vẫn nhìn được cột sống này, vẫn nhìn được bờ trái và qua động mạch chủ này, vẫn nhìn được bờ tim này, vẫn nhìn được động mạch phổi, tức là cái cấu trúc rốn phổi ở sau bóng tim này. Đấy. Và đặc biệt là gì, các bạn nhìn này, trước cái bờ hoành nó như cái bát úp ngược úp xuống như này. Trước kia thì gì, những cái góc sườn hoành trước sau không nhìn thấy, nhưng bây giờ các bạn vẫn nhìn thấy những cái mạch máu đi xuống này. Tức là người ta vẫn có thể quan sát được những cái vùng mà trước kia. Cái phim này là phim tư liệu chính ở đây đấy ạ. Đây là cái phim mà chúng tôi lấy từ cái máy chụp theo phòng khám yêu cầu mà các bạn đang học đấy. Thế thì đây là cái kỹ thuật mà chụp có ấy, thì nó lợi điểm những gì? Lợi điểm ạ, ví dụ trước kia có một cái u gì nó làm một đốn phổi sau bóng tim không nhìn thấy, nhưng bây giờ nhìn thấy hết. Hoặc trước kia là gì, không nhìn thấy cái mạch máu này thì nhiều khi bán tín bán nghi có dịch hay không, nhưng mà nhìn thấy các mạch máu này ngoại trừ luôn không có dịch. Đấy, tôi chỉ nói đơn cử nó là những cái việc rất nhỏ như thế thôi.
Còn nếu phân tích về mặt sâu xa thì nó có rất nhiều, đặc biệt khi người ta đặt các vết thương trung thất này, thì trước kia trung thất nó coi như vùng mù, không nhìn thấy gì trên phim cả. Nhưng bây giờ với cái phim cao áp như thế này, người ta sẵn sàng người ta đọc tất cả nhé. Cho nên không có lý do gì mà các bạn lại không áp dụng kỹ thuật này hết. Thực ra phát minh ra cái kỹ thuật này, áp dụng kỹ thuật này, khởi xướng đầu tiên đấy là người Nhật. Người Nhật người ta thông minh lắm, và người ta đã mang cái kỹ thuật này sang Việt Nam ấy, để mà giảng dạy, theo tôi nhớ không nhầm là từ năm 1996 cái gì đấy. Nhưng mà hồi đấy Việt Nam thì gần như là cái máy móc của mình nó chưa thích ứng được. Nhưng đến bây giờ nó là toàn máy tốt, máy xịn rồi, không có lý do gì cả. Ở đây là chúng tôi 5 cái dàn máy như vừa rồi có áp hết, không sao. Thế và cảm giác là từ ngày chụp có áp máy lại bền hơn. Thì trước chụp thấp áp thì rất hay học. Đã sao thế nhá, cứ về mạnh đạn nào. Và đây các cái hình ảnh gọi là về mặt thuật ngữ hình ảnh ấy, khi mà chúng ta đặt cái phim đầu ngực nó là như thế này. Đấy. Trên phim chúng ta thấy xương này, máu và mô mềm, mô mỡ và không khí. Nhưng cái vấn đề chính ấy là chúng ta cần hiểu xem là xương ấy thì bản chất của nó toàn là canxi thôi. Mà canxi thì hấp thụ tiết nhiều nhất. Cho nên là gì? Ở trên cái phim cái quang ấy thì nó tạo ra những cái hình người ta gọi là hình mờ. Nhưng bản chất hình mờ, nhưng khi mô tả bằng gam màu thì các nhà chẩn đoán hình ảnh lại gọi đấy là màu trắng, tức là tạo ra cái màu trắng trên phim. Tí tôi sẽ nói nhá. Nó là những cái hình mờ nhưng lại biểu hiện bằng màu trắng. Ngược lại đối với tế ích ấy, gần như không hấp thu thì nó lại trên phim ấy, nó lại được gọi là hình sáng nhưng được biểu hiện gam màu lại là màu đen đó. Tại sao như thế này thì đến bây giờ nhiều lúc là chúng tôi cũng chả biết. Cái đó là do các thầy nhà mình từ xưa đến nay nói như vậy thì mình cứ theo. Rõ ràng là gì? Không hấp thu tế ích. Đấy. Trên phim trông nó đen xì như đêm 30 nhưng mà lại có hình sáng. Chúng ta phải chấp nhận cái chuyện đấy thôi. Cũng như tôi đã nói chuyện vui cái lớp khác thế. Việt Nam mình thì cứ mở mồm nói là toàn tử cung phần phụ thôi. Chả bao giờ là mà nói là tử cung và buồng trứng. Thế thì đấy là do các thầy hồi xưa là nhà mình phong kiến. Khi dịch sách nước ngoài tiếng Anh nó là uterus ovary, tức là nó là cả thuật ngữ buồng trứng thôi, nhưng nhà mình chả ai dùng đến nó. Toàn nói là tử cung và phần phụ thôi. Vì người phụ nữ Việt Nam hồi xưa vai trò trong xã hội, trong gia đình nó quá thấp. Cho nên là cái đó mặc dù rất chính nhưng mà lại được chỉ coi như cái phần phụ thôi. Thế nhưng bây giờ chúng ta cũng cứ quen như thế và cũng chả thay đổi gì cả. Thế cái này cũng vậy thôi nhá. Không khí nó màu đen xì là như lại được gọi là màu sáng ở trên phim. Còn ngoài ra là gì, có hai cái gam màu trung gian, đấy là gì, mô mềm, mạch máu. Thì nó cũng sáng như xương nên kém một chút. Còn mô mỡ thì nó là hình màu vi trợ nó như thế này. Và đây bốn cái gam màu chúng ta nhìn thấy trên phim này. Đây, canxi này. Thì được gọi là mờ, nhưng biểu hiện ở trên phim mà là màu trắng như này. Đây, không khí như này, đấy. Đen xì như đêm 30, tối u như thế này, nhưng lại được gọi là, người gọi là thuật ngữ là hình sáng. Nhớ nhé, trên phim thường quy người ta chỉ dùng hai thuật ngữ là nhiều. Còn đương nhiên hai cái này ấy, thì đương nhiên nó là những cái thuật ngữ trung gian. Đây, chúng ta nhìn này, đấy, xương này, nó trắng như thế này. Đấy. Thì đến đây là người ta gọi là mờ. Ngày mai chú chẳng hạn tất cả những cái cấu trúc màu trắng ở trong phổi thì chúng ta đều gọi là nốt mờ, đều gọi là giải mờ, đều gọi là bóng mờ, vân vân, không nhớ một điều đấy. Tức là gì ở trên khi nó là màu trắng. Thế còn không khí này này, nó đen như thế này thì chúng ta lại gọi là sáng, xuất hiện bóng sáng, xuất hiện hình khoảng sáng trong cái này vân vân, thuật ngữ của chị Hai. Là đương nhiên tất cả những cái gì chứa khí chúng ta đều gọi là sáng hết. Nhưng trên thực tế là nó là cái gam màu đen như thế này nhá. Còn đây đương nhiên mô mỡ nó sáng sáng như thế này. Đây các cái mạch máu nó cũng trắng nhưng mà nó kém hơn so với đậm độ của canxi. Thì đấy là nhờ những cái thuật ngữ hết sức cơ bản của chúng ta cùng làm quen như thế này. Và đây tác giả sẽ đưa ra một cái so sánh giữa một cái phim cao áp, phim thấp áp và phim bình thường đấy. Kilo thấp, kilo cao, các vị nhìn thấy có khác nhau nhiều, khác nhau rất nhiều. Ví dụ trước kia đây khu vực này có nhìn thấy đi đâu ạ? Nờ mờ, nhưng đây tất cả các phần chúng ta nhìn thấy rất rõ. Khu vực này có nhìn thấy mạch máu đó, đây rất rõ vào mạch máu đó. Chưa kể là gì nếu chúng ta nhìn thấy các cái vân phổi như thế này, cái giá trị nó hơn hẳn so với những cái phim như thế này. Thế cho nên là một lần nữa khuyến cáo cái việc thể hiện các cái cấu trúc giải phẫu này lên trên phim đấy. Bởi vậy cho nên là gì, việc đầu tiên là chúng ta phải nắm rất rõ được các cái cấu trúc giải phẫu về lồng ngực nhá. Thì cái phần này là chính là cái phần giúp các bạn đôn nặng này. Thế thì câu chuyện là gì, người đàn ông khác người đàn bà là có hai cái bầu vú này, hai cái đầu vú lại có hai cái lún vú như thế này. Đó là gì, bản chất cái câu chuyện cái hình bóng của hai cái búng này, đặc biệt hai cái núm vú người phụ nữ này sẽ luôn luôn được thể hiện ở trên phim. Nó là một thành phần không thể thiếu, nhưng ngược lại đàn ông thì nhiều khi có thể không thấy.
Và người phụ nữ ấy, khi mà có hai cái bầu vú như thế này, tôi có nói vui là ở một cái cháu bé mới lớn lên, ở một cô thiếu nữ mới lớn lên, thì khi mà chụp phim lên ấy, thì nó tạo ra một cái gì cực kỳ cân đối. Cân đối về độ cao, cân đối về diện che phủ, cân đối về vùng mở vân vân. Và cái việc nhận định trong cái trường hợp ấy cũng hết sức bình thường, không có gì khó khăn. Nhưng một cái oái oăm là gì, khi người phụ nữ lớn lên bắt đầu là gì, biết yêu rồi biết làm vợ, biết làm mẹ, khi mà bắt đầu đưa cái bộ phận này vào sử dụng một cái thì lập tức nó sẽ sinh ra sự lệch lạc. Và cái lệch lạc ấy thì nhiều khi nó tạo ra được những cái rất là khó khăn cho các nhà kiểm toán nhà. Ví dụ nhiều khi có hai cái núm vú này chụp lên cái thì thấy mỗi núm còn núm không thấy đâu. Vì tại sao ạ? Vì đa số là gì, cái sử dụng của mình nó không đồng đều. Ví dụ tôi có nói là gì, cái đứa con ấy nó thích vú ti mẹ bên nào, cái ông chồng cái thuận tay phải tay trái vân vân, thì nó sẽ tạo ra một cái sự cứng hóa nó khác nhau. Và khi cứng hóa khác nhau thì nó cứng nó sẽ hiện ở trên phim, còn không cứng không nhìn thấy đâu cả. Thế cho nên là nhiều khi thì chúng ta sẽ rất gọi là bị gọi là nung lay trong cái vấn đề nhận định. Tôi kể chuyện hồi xưa ở bệnh viện này có giáo sư Hoàng Long Phát, thầy nghỉ hưu rồi, thầy chụp phim cho một cái cô 47 tuổi thì thấy xuất hiện mỗi núm vú bên phải không thấy núm trái. Ban đầu thầy chẩn đoán là một cái nốt đơn độc, sau thầy chẩn đoán là cũng nào cũng điều trị 8-9 tháng vãi không hết. Cuối cùng thì thầy bảo lúc đấy thầy mới nói thật không hiểu tại sao cái này nó là cái gì mà thầy chữa mãi không hết. Cuối cùng là gì, tôi bảo thầy ạ, cái này nó núm vú. Thầy bảo núm vú tại sao thấy mỗi bên. Tôi mới bảo thôi việc cái này thầy bảo cô đến. Tôi mới dán cái miếng chỉ vào đây, tôi chụp một cái thì đúng cái chỗ mà cái hình mà thầy chỉ ra nó là cái núm vú. Thế thì rõ ràng là gì, sau thầy mới kiểm tra là gì, một cái núm vú của bên thì cô thì rất mềm, còn bên này nó cứng đanh. Nó là như vậy. Thế cho nên là gì, đấy là cái câu chuyện vui nhưng nhắc nhở chúng ta là trong quá trình đọc phim phải hết sức lưu ý cái này nhé. Và đặc biệt cái việc chẩn đoán cái mờ trên phim do cái bóng vú này với phân biệt với một cái màng phổi dày. Các vị biết rồi, khi chụp phim thì bao rộng đến hai cái ngực người phụ nữ sẽ được ép áp sát vào cái tấm sắt thép phía trước này. Khi áp sát vào như thế thì nghiễm nhiên nó có những phần còn ở vị trí và có những phần nó phải bè ra. Cho nên bao giờ trên phim người ta cũng phải quan sát cái bóng vú này bằng hai hướng. Một là cái hướng tiếp tuyến, người ta gọi là tiếp profile, tức là theo hướng cạnh sườn. Và cái thứ hai là ngay cái hướng mặt, người ta gọi là face on, ngay hướng mặt. Trong tiếng Anh gọi là như thế. Thế thì chúng ta phải tập quan sát cái bóng vú này cũng như là tất cả những cái bệnh lý về màng phổi sau này phải nhờ thông qua cái cơ chế hình ảnh như thế. Nói chỗ này nó hơi sâu nhưng chúng ta phải hết sức lưu ý trong chỗ này nhé. Sau khi bóc vỏ hết ra và tổ chức dưới da rồi thì chúng ta sẽ nhìn thấy là gì? Ở dưới cái tổ chức dưới da này nó là hệ thống tĩnh mạch lông. Cái hệ thống tĩnh mạch này thì bình thường chúng ta không thấy trên phim, kể cả phim thường quy cũng như phim cắt lớp. Nhưng thế thì có một cái chỗ mà tôi nhắc lại ở đây về mặt giải phẫu các bạn hết sức lưu ý. Bình thường khi nói đến khoang màng phổi thì người ta chỉ chú ý đến khoang màng phổi thành lợn, khoang màng phổi châu hoành. Nhưng nó có một cái khoang người ta gọi là khoang màng phổi trung thất này rất ít để người để ý đến. Các vị biết rồi, cái khoang màng phổi trung thất đấy là gì, là phía trong thì đấy nó là cái bao sơ màng màng tim, còn phía ngoài chính là lá tặng màng phổi. Cái khoang này ấy, nó cũng thông thương với các cái lãnh nhân thủy, nó cũng thông thương với các cái khoang màng phổi thủy khác. Có nghĩa là gì, bệnh lý xảy ra khoang màng phổi chỗ nào thì cái khu vực khoang màng phổi trung thất này nó cũng có thể xảy ra. Cũng như là gì, các vị bạn này, hình dung cái lãnh nhân thủy bản chất nó là hai cái lá tặng nát với nhau thôi, chứ nó cũng không phải là cái gì ghê gớm lắm. Cho nên là gì, nếu có dịch ở ngoài này nó cứ trong ngày là chuyện bình thường, chả gì khó khăn cả. Đã, phải hết sức lưu ý đến cái cấu trúc giải phẫu này là chúng ta cần phải lưu ý như vậy. Và đây cái bao sơ màng ngoài tim, các vị nhìn này, đấy, cái khoang màng phổi trung thất nó nằm ở đây. Cái bao sơ màng ngoài tim nó là cái bao nó bó chặt vào tim đến cái lúc là bệnh nhân nó thắt lại như thế này. Cho nên ở đây mình giải thích tại sao là gì, là khi mà tràn dịch màng ngoài tim thì cái quả tim nó to ra nhìn quả bầu như thế, vì là gì, dịch cứ tiết ra đây trên kia này nó đã buộc lại rồi nhá. Và ở đây chúng ta nhìn, chúng ta phải để ý, bắt đầu để ý ngay đó, cái hình xanh xanh này đây chính là tĩnh mạch chủ trên. Từ cái thất, từ cái nhĩ phải này đi lên đấy là một cái tĩnh mạch chủ trên. Thế thì tĩnh mạch chủ trên ngang đến cái chỗ đoạn này thì bắt đầu nó chia ra là gì, cái tĩnh mạch cánh tay đầu bên phải và cái tâm tĩnh mạch cánh tay đầu của bên phải như thế này. Thế thì bản chất cái câu chuyện là gì, ở cái đường bờ chúng ta học thì nếu mà nói là đường bờ của tĩnh mạch chủ trên nó chỉ có đoạn ngắn như thế này, còn phía trên này tí nữa chúng ta nhìn đấy là bờ phải của cái thân tĩnh mạch cánh tay đầu của bên phải đấy, thì cái đó là cái chúng ta hết sức lưu ý. Cũng như ở bên trái này cũng vậy, nó đi vòng như thế này đó, bao giờ mà nó đi như thế này, chúng ta tiếp tục nhìn đấy, bóc bỏ cái bao màng ngoài tim thì chúng ta nhìn thấy nó như thế này đấy. Đầu tiên là chúng ta phải khẳng định với nhau là gì,
là cái hình ảnh này là cái hình ảnh mà nó biểu hiện các cái vị trí của các buồng tim là chính. Ví dụ chúng ta thấy nhá, đi từ thất phải ra thì có một cái động mạch phổi, động mạch phổi sẽ chia thành hai nhánh, động mạch phải và động mạch phổi trái. Thế thì từ xưa đến nay ấy, chúng ta có quan niệm là thất phải ấy, nó phải nằm ở bên phải, không phải đâu. Thất phải đấy là người ta dùng cái danh từ để người ta chỉ cho các buồng tim. Chứ còn nếu xét về mặt hình ảnh giải phẫu như hình ảnh quang chúng ta thì thất phải nó nằm ngay sau xương ức. Nha, đây đây, phía trước đây này. Thế còn bản chất từ cái nhĩ phải này thì nó có cái nhánh tĩnh mạch từ trên đi lên. Đấy. Sau đó chia đôi thành tĩnh mạch cánh tay đầu bên phải, cánh tay cánh đầu bên trái như thế này. Thế thì rõ ràng là gì? Cái đường bờ này chính là cái đường bờ trung thất, tí nữa chúng ta sẽ nhìn thấy trên nhĩ thẳng đấy. Hết sức lưu ý. Và đây vòng qua động mạch chủ này là nó xuất phát từ nhĩ trái. Gọi là nhĩ trái nhưng nó không phải bên trái đâu ạ, nó là phía sau của quả tim này. Đó. Chúng ta phải nhớ thế để ngày mai chúng ta sẽ hình dung ra cái đường bờ trung thất ở trên tim kia. Thế thì từ thất trái đi lên vòng quay động mạch chủ nhé, đi lên trên này. Đấy, từ sau, từ trước ra sau vòng này. Và trên đường đi nó sẽ ra ba cái nhánh như thế này. Ba cái nhánh này có nhiệm vụ cấp máu cho các cái vùng đầu mạch cổ cũng như vùng cánh tay trên này. Thế thì nó có sự khác nhau bên phải và bên trái nhá. Ở bên phải bao giờ cũng thế nhá, nó tách ở bên phải này. Đầu tiên này có động mạch cảnh gốc này, động mạch cảnh gốc đưa lên động mạch cảnh trung này và đưa động mạch cánh tay tổ về cánh tay đòn của bên phải này. Còn bên trái là đi động mạch cảnh trung luôn và động mạch cánh tay đòn luôn. Thì hai cái đó nó khác nhau, đặc biệt nó thể hiện rất rõ trên như các lớp đấy. Những cái kiến thức giải phẫu này chúng ta cần phải nắm rất vững nhá, để chúng ta sẽ thấy. Và đây khi mà người ta bỏ vào tim rồi thì nói tóm lại là các cái cấu mảnh lớn nó trơ ra là như thế này. Đây chính là động mạch phổi, cái này chúng ta hết sức lưu ý nhá. Đây nó sẽ là cái hình ảnh tạo nên cái hình ảnh rốn phổi của sau này đấy. Nha. Nghiên cứu về đặc điểm rốn phổi hai bên rất quan trọng, kể cả trên viêm thượng quy, viêm các lớp vi tính. Ở đây là bốn cái tĩnh mạch phổi đấy ạ, hai cái tĩnh mạch trước, hai tĩnh mạch sau. Ở đây là các vị biết gì đấy ạ? Đúng rồi, nó là cũng là một, nó cũng từ nhĩ phải nó đi xuống một cái tĩnh mạch ở dưới, sau tĩnh mạch ở dưới này nó đưa ra cái tĩnh mạch trên gan, các vị biết rồi đúng không? Về mặt giải phẫu phải nắm rất vững như thế nhá, chúng ta sẽ thấy. Đây tiếp tục, đây ba cái nhánh động mạch lên như thế này. Chúng ta sẽ xem lần lượt, đấy, chúng ta sẽ xem cứ lần lượt như thế này. Và đây tôi phải nhắc lại cái này rất quan trọng. Ở đây nó nói lên cái sự phân bố của hạch bạch huyết ở trong trung thất và rốn phổi như thế này. Đây nó là một cái khái niệm mà cũng gọi là không cũ, không mới nhưng không phải quá cũ. Và đến bây giờ mà nói về bản chất cái này cũng có sự thay đổi. Trước kia ấy, các cái tài liệu cũ, kể cả các thầy chẩn đoán nhà nhà mình ấy, là vẫn giảng là gì? Là chỉ có 5 nhóm mà thôi. Nhóm 1 là cạnh khí quản bên phải, nhóm 2 cạnh khí quản bên trái, nhóm 3 rốn trái, nhóm 4 rốn phải, nhóm 5 dưới cadena chấm hết. Trước kia thì cái sự phân chia nhóm mạch ở trong trung thất và rốn phổi chỉ có vậy thôi. Nhưng ngày nay ấy, thì cái phản đồ hạch đấy hay cái quan niệm này đã được thay đổi. Thực ra thì nó thay đổi ở chỗ là gì? Mình phải hình dung rằng là cái việc phân bố hạch bạch huyết ở rốn phổi cũng như trung thất ấy, thì quy luật của nó là gì? Nó quấn quanh đường thần khí. Các vị hình dung là gì? Bản chất cái hạch để sinh ra chính là cửa ngõ để bảo vệ cái đường thần khí này. Hay người ta nói là gì? Nếu hình dung ra thì nó giống cái sự phân bố của nó không khác gì là gì, một cái cành sung và các phía của nó đều có những cái quả sung nó mọc kín. Với quan niệm trước kia thì nếu nói như thế thì vô hình dung là gì? Những cái nhóm hạch ở phía trước của đường thần khí này, phía sau đường thần khí là bị bỏ, nó không xếp vào đâu cả. Thế nhưng đến bây giờ nói thì người ta đã có cái chỗ xếp rồi nhá. Thì cái là tí đã đến cái bản đồ hạch mới tôi sẽ nói. Nhưng ở đây tôi chỉ nhấn mạnh một điều rằng là gì? Chúng ta cần phải biết rằng là gì? Quy luật phân bố bình thường của hạch bạch huyết ở rốn phổi trung thất, đấy là quy luật phân bố xung quanh các đường dẫn khí. Nói như vậy là gì? Nay mai chúng ta lại chỉ đến một cái khối ở đằng sau xương ức lại bảo đấy là hạch thì không đúng rồi. Bình thường nó nằm ở đâu thì nó lớn lên, cái chân nó vẫn phải đặt ở đó, nó không di chuyển được. Nhớ được như thế. Đó, người ta chỉ nhắc lại cho các vị. Và đây sau khi bóc bỏ hết các thành đi rồi, các cái thành mình rồi, chúng ta nhìn thấy ở sắc ấy, ở cái phần trung thất sau là sắc cái phần cột sống này, có hai cái cấu trúc mà chúng ta phải để ý. Một, cái phần xanh xanh này, đây là cái gì các bạn có biết không? Đúng rồi, tĩnh mạch đơn. Thế thì tĩnh mạch đơn nó là một cái tĩnh mạch, nó là một cái tuần hoàn tĩnh một mạch phụ. Bình thường nó thu nhận máu ở tầng dưới bụng này, đi qua tuần hoàn lên trên này, ngang với D4 nó tạo cái vòng quay, nó đổ tĩnh mạch chủ trên đấy. Bình thường thì chúng ta cũng rất khó quan sát thấy cái tĩnh mạch này. Nhưng nếu mà chúng ta đã quan sát thấy nó rồi thì y rằng cái câu chuyện tuần hoàn tĩnh mạch chủ trên có vấn đề. Đấy nó lại là một dấu hiệu gián tiếp để chúng ta nhận định, suy luận ra được vấn đề trực tiếp là có vấn đề. Đó, thì cái đó là cái chúng ta hãy chú ý. Vấn đề nữa là chúng ta nhìn cái này ai biết gì ạ?
đúng rồi, đấy là ống ngực. Ống ngực bản chất của nó là gì? Nó là cái ống mà nó dẫn bạch huyết từ dưới tầng bụng này, này lên trên tầng ngực, sau đó nó đổ vào tĩnh mạch cánh tay đầu bên trái này. Trong những trường hợp mà nó tổn thương ống ngực này thì nó rất hay xuất hiện cái tình trạng là tràn dịch màng phổi dưỡng chất ấy. Ở đây không biết các bạn nào đã gặp chưa, tức là tràn dịch màng phổi như chảy ra nước như nước vo gạo. Trước kia thì người ta không này không thể làm nào người ta biết nó thủng ở chỗ nào đâu. Nhưng ngày nay ấy thì dùng kỹ thuật cộng hưởng từ nó có một cái chuỗi xung nó giống như chuột đường mật ấy, thì người ta có thể khảo sát được ống ngực. Và nếu như bây giờ mà xác định là nó là dò cái ống ngực thì lập tức nhờ nhà bạn ngoại khoa can thiệp là được thôi, rồi buộc bé nó vào, buộc từ đây buộc đây vào bỏ đi xong. Chứ còn thì thực ra những cái ống ngực này mà may vá nó cũng rất là khó. Nhưng trước kia thì cái bệnh run chỉ nó nhiều, cái tổn thương ống ngực này hay những bệnh nhân bị tràn dịch màng phổi dẫn chấp khá nhiều gặp ở đây này. Thế nhưng thời gian thì bắt đầu nó ít đi. Nhưng chúng ta cũng cần biết cái khái niệm này nha, thì cái đó là cái chúng ta phải hết sức lưu ý. Và đây cái này là cái mà nó cho chúng ta khái niệm thế nào là lá thành của màng phổi đấy. Bản chất cái câu chuyện lá thành màng phổi là nó như thế này, nó là một cái lớp gọi là sơ chu đấy, nó cũng bao gồm đầy đủ tất cả cái hệ thống dinh dưỡng của nó dán lên thành được cái này. Nhưng khi mà người ta mổ ra, người ta bóc cái lá thành này ra thì bao giờ thế giữa lá thành màng phổi này với lại thành ngực nó có một cái lớp mỡ đấy, người ta gọi là lớp mỡ ngoài màng phổi. Đây là một cái cấu trúc rất quan trọng để đánh giá là gì, các cái tổn thương ở phổi đã xâm lấn nó thành ngực hay chưa đấy. Và cái lớp mỡ này trên các lớp vi tính là luôn luôn nhìn thấy nó là như vậy. Cho nên về mặt giải phẫu chúng ta phải hết sức lưu ý cái cấu trúc này nhé. Và đây bao giờ cũng thế, cứ đi ở bờ dưới cột sườn, bờ dưới xương sườn thì bao giờ có một cái thần kinh nhân sườn và cái động mạch nhân sườn. Động mạch nhân sườn thì đương nhiên nó xuất phát từ động mạch chủ ngực này, nó bám bờ dưới, và thần kinh nhân sườn xuất phát từ cái chuỗi lạch giao cảm ở đây, nó đi ra như thế này. Cái này thì người ta chỉ nhắc một điều là gì, là khi làm bất kỳ cái thủ thuật gì để mà chọc vào phổi ấy, chọc vào thành ngực, bao giờ cũng thế, phải bám cái bờ trên của xương sườn thì đừng bao giờ bám bờ dưới xương sườn hết. Nếu bám vào dưới xương sườn là sẽ chạm vào động mạch, sẽ chạm vào thần kinh đâu. Cái này cũng nhắc lại một chút thôi. Nhưng ngày nay thì các kỹ thuật can thiệp đối với chẩn đoán bệnh lý động ngực phải chọc rất nhiều. Các bạn đi đây biết rồi, cái việc chọc xin giết xin thành điều để chẩn đoán bệnh lý của phổi bây giờ nó là cái chuyện rất thường tình. Cho nên là gì, những cái thủ thuật đấy tôi khuyên các bạn là gì, bao giờ cũng sờ nhá, sờ cái xương sườn ở đây, cố gắng đưa cái kim ấy, nó vào đúng sát cái bờ trên, đừng cố tình đưa kim sát bờ dưới, rồi xong chọc cái ra máu. Chẩn đoán nhầm ở đây, chọc nhầm là chuyện bình thường, các bác sĩ nhất là cứu dịch màng phổi chọc ra máu thì cũng không, chẩn đoán nhầm là tràn máu màng phổi phải đó. Đấy, thì cái đó là cái chúng ta phải hết sức lưu ý. Ở đây lại trên phim biên đấy, chúng ta nhìn thấy bên phải vào đây ạ, đây là rãnh chu kỳ lớn này và rãnh chu kỳ bé. Cái thể hiện là phim biên chính là người ta chụp ở tư thế này đấy, chụp nghiêng phải là chụp ở tư thế này. Nhưng tuy nhiên là gì, về mặt nguyên tắc chụp phim nghiêng thì người ta sẽ nghiêng bên nào thì người ta sẽ cho cái bên đấy áp sát vào phim. Thì đó là gì, nếu trên phim nghiêng đây thì các bạn là gì, thay vì đứng thẳng các bạn chỉ nhìn thấy rãnh chu kỳ lớn mà không nhìn thấy rãnh, chỉ nhìn thấy bé mà không nhìn rãnh lớn, thì bây giờ trên phim nghiêng là các bạn có thể nhìn được cả hai cái rãnh này. Vì tại sao, vì lúc này là lúc mà tiết nó đi tiếp tuyến với hai cái mặt này, các bạn hình dung không? Cái đó là cái về mặt lý luận đấy nhá, và đi thi là dễ bị bẫy cái thầy sẽ hỏi cái đấy đấy nhá. Thế thì bao giờ thì chia đôi đây, thành chiều trên, chiều giữa và chiều dưới tương ứng như thế này. Nói như thế này là vì các bạn này phải hình dung ra, vậy thì trên một cái phim nghiêng phải chỗ nào nó là thùy trên, chỗ nào là thùy giữa, chỗ nào là thùy dưới, phải nhớ đấy các bạn. Đó, giải phẫu của X quang chính là giải phẫu của cái này, nó thể hiện trên đấy thôi chứ không có gì cả. Đó, chúng ta hết sức lưu ý. Và đây có một cái này các vị cần phải nhìn đây, đây là cái cấu trúc của cái rốn phổi này. Các vị biết rồi, rốn phổi nó là thành, nó là một cái bao mà nó đi từ trung thất vào trong phổi. Thành phần của rốn phổi có bao nhiêu thứ ạ? Chỉ có ba thứ này thôi ạ. Một là động mạch phổi ạ, hai là đường dẫn khí ạ, và vấn đề ba là tĩnh mạch phổi. Đó, ba cái thứ ấy là tạo ra cái rốn phổi. Nhưng có một điều là các nhà chẩn đoán hình ảnh chúng ta phải lưu ý là gì, cái hình mà chúng ta nhìn thấy ở trên phim thường quy ấy, thông thường chỉ nhìn thấy động mạch phổi thôi, còn tĩnh mạch phổi và đường dẫn khí không nhìn thấy. Tại sao không nhìn thấy, tí tôi sẽ nói. Nói như vậy là gì, hình dáng của động mạch phổi chính là hình dáng của rốn phổi đấy. Và nói như thế là gì, là từ xưa đến nay chúng ta đã dùng rất nhiều những thuật ngữ, chúng ta đặt cái rốn phổi nào là rốn phổi hai bên động, nào là rốn phổi hai bên sung huyết, rồi gì đấy, nhiều thứ lắm. Thì đến bây giờ đã qua cái chuyên ngành thì chúng ta không nên chuyển đổi cái từ đấy nữa nhé. Vì nếu chúng ta nói thế vô hình dung là chúng ta nói đến bệnh lý của động mạch phổi đấy. Và động lý là về phổi thì đến bây giờ nói ngay cả đây còn chưa nghiên cứu hết, chứ chưa nói có nơi khác nhé.
Nhưng chúng ta phải hết sức lưu ý đấy là gì? Ở đây ấy, là chúng ta phải xem một cái sự phân bố là gì. Nếu đi từ trước ra phía sau thì đường động mạch phổi này nó nằm ở phía trước của đường dẫn khí. Cơ dung ạ. Việc chọc cái kim chọc ở đây vào cái đầu tiên là phải chọc qua động mạch phổi đã, xong mới chọc đến đường dẫn khí ở phía sau ấy. Nhớ một điều như thế. Cực kỳ quan trọng, tí nữa để chúng ta phân biệt được ở trên phim nghiêng đâu là rốn phổi phải đâu rốn phổi trái. Cái việc mà phân định cái hình ảnh rốn phổi hai bên trên phim nghiêng cực kỳ quan trọng. Nhưng ở đây chúng ta chỉ cần nhớ là gì? Rõ ràng một điều là gì? Đây là động mạch phổi nó nằm trước đường dẫn khí này. Đây cái tĩnh mạch đơn tôi nói bạn đấy ạ. Nó vắt ngang qua như thế này. Và một trong những cái mốc để mà tìm tĩnh mạch đơn thì chính nó là cái góc giữa khí quản và cái phế quản phía trên này. Thì cái đó là cái nó nằm đúng ở cái vị trí đấy, chúng ta sẽ nhìn đó. Đây là chúng ta lại nhìn đến dưới nước này, nó nằm ở phía trước này. Quý vị ạ, rõ ràng là dưới nước nó nằm đây, còn hạch nó nằm ở tận đây cơ mà. Chứ làm sao có thể đọc hạch nằm ở đây được ạ, đúng không ạ? Cái này nó sẽ liên quan đến vấn đề đọc khí của trẻ em, nên các vị hết sức lưu ý từ cái chỗ này nhá. Và đây, chúng ta cứ lần lượt chúng ta bóc ra này, chúng ta bóc ra. Thì bắt đầu là gì, sang đến bên trái thì chúng ta nhìn thấy cái rốn phổi trái này. Cái rốn phổi trái có khác gì rốn phổi phải không ạ? Cũng có ba thành phần nha, động mạch phổi nha, đường dẫn khí nha, và cái tĩnh mạch. Thế thì thế này, bình thường nếu ở trên ở bên đối phải ấy, thì cái động mạch phổi này nó ra phía trước đúng không ạ? Nhưng bây giờ động mạch phổi lại ra phía sau. Cái đường dẫn khí lại đá nghe phía sau, bây giờ lại ra phía trước. Và đây tĩnh mạch phổi thì nó lại lùi ở phía sau như thế này. Và chúng ta hình dung ở bên phải bên trái do cái tim nó nằm ở đây cho nên đẩy toàn bộ cái cấu trúc đốn phổi nó lùi về phía sau. Đó. Nó lùi ở phía sau. Rõ ràng là gì, trên cái phim này, trên cái hình ảnh này, chúng ta nhìn có một cái quên tôi cũng nói cái chỗ nãy cái hình ảnh này chúng ta nhìn. Ở đây động mạch phổi phải này, ở động mạch phổi trái này nó cao hơn động mạch phổi phải, đúng không ạ? Tôi nhìn thấy nó cao hơn ạ. Đó. Nó cao hơn như thế. Và những cái phim tiếp theo thì lại chỉ ra dần dần là gì? Ở bên trái này thì toàn bộ cái rốn phổi trái thì nó lại lùi về phía sau hơn. Vậy là chúng ta chỉ cần nắm chắc được hai cái lý lẽ về mặt giải phẫu thì chúng ta đã hình dung được trên phim viên cái rốn phổi hai bên nó như thế nào rồi. Ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu tiếp là gì, toàn bộ cuộc sống ấy, nó có một cái dây chằng thiết sống. Cái dây chằng nó chắc lắm. Các bạn hình dung nó dùng như cái bao cao su dành cho đàn ông ấy. Tất cả những cái tổn thương cuộc sống ban đầu sẽ không phá hủy hồi cái bao đâu. Nó sẽ tạo những cái áp xe hình củ hành, nó tạo những ổ áp xe cư trú trong đó. Và nhìn trên phim phổi thấy nó có những hình ảnh rất đặc hiệu đấy. Nên mai học đến cái bài dấu hiệu hình bóng chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Thế thì trong trường hợp mà nếu như các cái tổn thương ấy nó phá vỡ cái dây chằng sống này, nó lan vào phổi, nó lan vào khoang màng phổi thì câu chuyện đấy là câu chuyện khác. Chúng ta cần phải hết sức lưu ý. Tức là ở trên này là do cuộc sống nó có nằm ở bên điện tử hợp như thế, cho nên nó có những cái cấu trúc liên quan về mặt bệnh tật như thế, chúng ta cũng cần phải lưu ý. Cái này nó nói đến cái vấn đề về mặt gọi là các cái thuật ngữ hay là các cái danh pháp quốc tế dành cho đường dẫn khí. Các vị nhìn này. Ở đây chỉ có điều là gì, cái mà chúng ta từ xưa đến nay ấy, đang sử dụng một cách rất tùy tiện. Như các vị nhìn nhé, đây này, đầu tiên là khí quản đương nhiên rồi, đây là tiếng Anh, đây là thuật ngữ tiếng Anh, đây là thế hệ phân chia và đây là đường kính ngang của nó. Các vị hết sức lưu ý cho cái này nhé. Nay mai mà các vị phải thực hành đọc phim các lớp thì phải luôn luôn thuộc cái con số này. Đó. Nó nói lên là hẹp hay giãn chính là nó. Thế thì chúng ta để ý này, khí quản này đương nhiên đúng rồi, xong đến phế quản gốc đương nhiên rồi, xong đến phế quản gì đương nhiên rồi, xong đến phế quản phân gì, phế quản đến phân gì. À, đây này, đến lúc này người ta mới dùng một cái thuật ngữ gọi là phế quản. Đấy. Những cái phân chia dưới phân gì rồi thì lúc đấy mới là gọi là phế quản. Chứ từ xưa đến nay thì chúng ta cái thuật ngữ này là chúng ta hơi bị lạm dụng. Phế quản thận này, xong tiểu phế quản này, xong đến tiểu phế quản, tiểu phân, tiểu phế quản, tiểu thùy này, xong tiểu phế quản thận. Thì thực ra mà nó từ thế hệ không, nó đã phân chia đến 16 thế hệ. Đấy là đường dẫn khí. Thế sau khi mà qua cái phân chia của đường dẫn khí rồi thì bắt đầu là gì, đến cái khu vực người ta gọi là cái khu vực trao đổi khí. Thế thì ở đây là gì, nó có những cái ống gọi là những đây, người ta đây là vẫn ở cái chỗ này là tơ kia thì người ta vẫn đang gọi là khí quản nhé. Chia đôi đều đến đến thế hệ thứ 16 là đến đây nhá, các vị nhá. Đến thế hệ thứ 16 tức là đến cái thế hệ này là đây, tiểu khí quản tận đây này. 15-16 giờ đây, đến cái chỗ này tiểu phế quản tận thì bắt đầu là chia là gì, bắt đầu đây là những cái tiểu phế quản hô hấp, rồi những ống phế nang, và đây là những cái túi cùng phế nang như thế này, nó phân chia đến 23 cái thế hệ như thế này đó. Thế thì đấy nó là những cái về mặt giải phẫu cơ bản nhất. Và đã học về chẩn đoán hình ảnh X quang về phổi về ngực ấy,
thì chúng ta không thể không biết cái này. Đây là cấu tạo của một cái tiểu thủy phổi. Đây nó là cái đơn vị gọi là chức năng, chức phận nhỏ nhất của một cái cấu trúc của một cái phổi. Thế thì cái quá trình trao đổi khí chính nó xảy ra đây ạ. Chúng ta hình dung một cái tiểu thủy phổi này nó có cái đường kính ngang của nó thông thường từ 1 đến 2,5 cm. Thế đó do gì? Đây là một cái cấu trúc. Đây người ta bóc bỏ cái phổi và nhìn vào cái lá tạng của màng phổi đấy ạ. Thì người ta thấy là gì? Đây nó chính là những cái vách liên tiểu thủy phổi đấy. Đấy. Đó như là cái hình ảnh gọi là cánh đồng mùa hạn rất lẻ như thế này. Thế thì đây nó là những cái như thế này. Và đây nó là một cái cấu trúc của một cái tiểu thủy phổi. Thì bao giờ cũng thế, chúng ta để ý có một đường dẫn khí đi vào và một mạch máu đi vào. Đây chính mạch máu là của hệ động mạch phổi. Thế và gì? Cái quá trình trao đổi khí đã xảy ra ở những cái thành trong một phế nang như này. Không khí ít oxy, lấy oxy vào thải cái carbon nhất. Sau đó là gì? Động mạch phổi đấy đi qua hệ thống mao mạch phổi lấy oxy rồi trở thành máu đầu oxy, thì lúc đấy thì nó chuyển ra bên ngoài đấy. Nó về tim trái bằng cái hệ thống tĩnh mạch phổi này. Nhưng cái tĩnh mạch phổi này có cái đặc điểm là gì? Nó nằm ở trong cái vách giang tiểu thì, chứ nó không nằm ở trong cái thành vách của cái giang được. Đó. Đây là một cái cấu trúc giải phẫu rất tuyệt vời của phổi để nó đảm bảo là cái chức năng dẫn truyền oxy một cách rất nhanh chóng đấy. Ra các vị nhớ cho tôi hình ảnh cái này, nó như một cái cốc uống ngược. Nhớ rằng trung tâm tiểu thì bao giờ cũng có một mạch máu, một đường dẫn khí đi vào. Và cái máu dầu oxy thì được chuyển ra khỏi cái tiểu phủ thì phổi này. Nó nằm trong hệ thống tĩnh mạch phổi và tĩnh mạch phổi nó nằm ở trong cái vách như tiểu thì. Đây người ta vẽ hai cái liền với nhau thì đây cái vách của nó. À, chúng ta hết sức lưu ý như thế. Và đây nó đã đưa ra cái cấu trúc giải phẫu để chúng ta nhìn thấy rõ là như vậy về mặt cấu trúc của một cái đơn vị giải phẫu. Một vấn đề nữa về giải phẫu của phổi mà khi chúng ta học hết sức lưu ý đến là gì? Khoảng kẽ. À, tổ chức kẽ của phổi thì các vị hình dung nó như cái khung sơ của phổi đấy, người ta vẽ nó như thế này. Và cái khung sơ này nó làm cho cái phổi này không bị xẹp lại và có thể đàn hồi giãn ra nở vào được. Các vị hình dung thế này, cái tổ chức kẽ này nó cũng giống như là cái xương của cái con ngựa mà các cái thầy cúng người ta vẫn đi cúng tế các thần linh. Đầu tiên muốn tạo ra con ngựa đấy, người ta phải đan cái khung xương bằng những cái hạt, bằng những cái nan tre rất là mềm dẻo. Sau đó người ta mới dán giấy xanh, giấy vàng, dán râu, dán mũi vào để thành con ngựa. Thế thì cái phổi thì cũng thế. Khoảng kẽ này, tổ chức kẽ được hình thành từ trong bào thai. Nó tạo ra một cái khung chống đỡ rồi. Sau khi đứa trẻ ra đời khóc một cái, nó nở ra và nó chống đỡ lại như thế này. Tất nhiên nó còn kết hợp những cái chất, cái yếu tố gọi là surfactant để nó làm căng giãn cái bề mặt phế nang nó nữa. Nhưng cái khung, cái tổ chức kẽ này chính là cái khung mà nó đảm bảo cho cái phổi này luôn nở ra được. Thế thì các cái bệnh lý xảy ra với phổi thì nó cũng xảy ra cái tổ chức kẽ. Và bệnh lý của tổ chức kẽ thì là một cái gì đấy đến bây giờ mà nói, cái sự khám phá của y học, cái khám phá của ngành chẩn đoán hình ảnh vẫn còn đang rất nhiều cái nỗi trọng ở đây. Tổ chức kẽ là gì? Nó thông thương với nhau như thế này, chỗ nào cũng tổ chức kẽ hết. Tổ chức kẽ xung quanh đường dẫn khí lớn, mạch máu lớn, tổ chức kẽ xung quanh tiểu thùy, tổ chức kẽ dưới màng phổi vân vân, hoặc là tổ chức kẽ xung quanh các cái tổ chức phế nang vân vân. Chỗ nào nó cũng có tổ chức kẽ, và đặc biệt các cái tổ chức kẽ này nó thông với nhau. Đó. Nay mai học đến cái bài các hội chứng liên quan ngực thì các bạn sẽ nắm rõ được cái này. Nhưng ở ngoài gặp giải phẫu, vấn đề tổ chức kẽ này có nhìn thấy trên phim ạ? Không thấy. Không thấy có nghĩa là bình thường. Còn nếu nhìn thấy trên phim tức là nó bất thường. Chỉ có vậy thôi. Đấy. Chốt lại cái câu mà nhà chẩn đoán nhanh nói với các bạn là gì? Kể cả trên phim thực quy cũng như các lớp vi tính bình thường, mặc dù nó là tổ chức kẽ, nó luôn bị giải phẫu nhưng nó rất vô hình, không nhìn thấy. Nhưng khi mà đã nhìn thấy thì đấy là câu chuyện khác, tức là nó bất thường, không bình thường đâu nhá. Nhớ một điều như thế thì chúng ta hết sức lưu ý. Ở đây là hình ảnh cắt ngang đấy, người ta nói là ở đâu cũng có tổ chức kẽ hết. Đây là mô kẽ trục, mô kẽ dưới màng phổi, mô kẽ quanh tiểu thủy, rồi mô kẽ cạnh thành phế nang vân vân, chỗ nào nó có tổ chức kẽ như thế này. Và đây là một cái slide giải phẫu các bạn cũng cần phải nắm được. Đây là cái người ta đưa ra cái sơ đồ tuần hoàn ở trong phổi giữa hai hệ thống mạch như tôi nói ban đấy. Bình thường các bạn nhìn này, đấy, từ động mạch phổi đi ra, đây, từ thất phải đi ra đấy, thì chia thành động mạch phổi trái và động mạch phổi phải ra cái này, các vị nhìn nhé. Từ động mạch phổi thì bắt đầu nó chia các cái nhánh, và nhánh của động mạch phổi thì mang cái máu rất giàu khí carbonic nhiều oxy đi vào trong này, đấy. Và đến các cái túi cùng phế nang, tức là đến các cái đầu thủy phổi tôi nói ban nãy đấy. Quá trình trao đổi khí ấy xảy ra ở đây, sau khi máu nhiều oxy rồi sẽ đi ra khỏi cái khu vực này, ra khỏi đầu thủy phổi này, đổ về các cái tĩnh mạch đấy, từ tĩnh mạch tiểu thủy đến mạch trung tâm, và đổ về đây là gì đây ạ? Nhĩ gì đấy ạ? Nhĩ trái. Và từ nhĩ trái bắt đầu xuống thất trái, từ thất trái đi nuôi cơ thể, đấy là vòng đại tuần hoàn nhá. Thế nhưng chúng ta để ý này,
Động mạch phổi thì nó không chỉ làm cái nhiệm vụ là gì, nó cấp máu cho khu vực này để trao đổi khí, mà trên đường đi của nó còn cấp, nó còn chia các cái nhánh, ví dụ để tham gia nuôi dưỡng cái thành phế quản này, ví dụ nó chia các nhánh để tham gia nuôi dưỡng các khu vực dưới màng phổi này. Sau đó thì tất dần dần nó đều phải đổ về tĩnh mạch phổi hết, và nó đổ về nhĩ trái như này. Đấy là cái tuần hoàn đầu tiên, người ta gọi là tuần hoàn chức phận hay tuần hoàn chức năng đấy. Nhiệm vụ của nó là gì? Vấn đề thứ hai là có một cái tuần hoàn khác, tức là tuần hoàn về mặt dinh dưỡng của nó. Đây, cái chỗ này là vòng qua động mạch chủ đấy ạ. Các vị đi từ trên dưới thì biết sao, thế nào xong xuống đến động mạch chủ rồi thì nó tách ra cái nhánh động mạch phế quản. Động mạch phế quản thì lại mang máu rất nhiều oxy đấy đi vào trong phổi. Việc đầu tiên là gì? Nó chia rất nhiều nhánh để nuôi dưỡng chính bản thân các cái phế quản này đó. Sau đó là gì? Nó cũng đưa các nhánh ra đến cái khu vực mà gọi là khu vực dưới màng phổi như thế này. Và sau khi mà xử lý xong xuôi các thứ rồi, máu hết oxy rồi, thì lúc đấy là gì? Nó lại cũng hồi lưu về tim, chủ yếu lại qua tĩnh mạch phổi chứ không thể phải qua tĩnh mạch phế quản đó. Như vậy là gì? Cái câu chuyện vai trò của tĩnh mạch phổi rất quan trọng. Nó thu nhận gần như nó thu nhận phần lớn máu của cả hai hệ tuần hoàn này vào là một. Chúng tôi là những nhà chẩn đoán nhảy nhất lâu năm, nhiều khi cũng để ý là xem là có thấy cái tĩnh mạch phế quản không, không thấy được đó. Bởi vậy cho nên là gì? Những cái bệnh lý bất thường bẩm sinh, ví dụ cái bệnh trĩ mà nó không có tĩnh mạch phổi thì câu chuyện nó xảy ra như thế nào đấy. Rồi không có động mạch phổi câu chuyện nó xảy ra như thế nào, thì những cái đấy ở đây là cũng gặp hết. Và trong quá trình làm thì chúng ta phải hết sức lưu ý vấn đề đấy. Nhưng ở đây thì người ta mới đưa ra một vấn đề. Sau khi mà nghiên cứu hệ thống tuần hoàn này, người ta thấy này, tại sao ấy mà trong cái đợi một chút tôi khóa là bệnh nhân ho ra máu, mà phần lớn bệnh nhân ho ra máu thì lại tổn thương ở động mạch phế quản. Tại sao thế? Vì động mạch phế quản nó là đại tuần hoàn, áp lực nó rất lớn. Nhưng rõ ràng nếu chúng ta có nút được cái mạch phế quản thì nhiều khi bản thân những cái tổn thương này, các cái nhánh nó lại cấp máu từ cái động mạch phổi này, cũng rất khó khăn. Hoặc là ở cái khu vực dưới màng phổi này, nhiều khi những cái tổn thương nó dính vào thành ngực, động mạch nhân sườn sẽ cấp máu vào khu vực này, chúng ta có thể nút được mạch phế quản, nhưng những cái tổn thương này vẫn có thể gây ho ra máu bởi nó cấp, bởi được cấp máu bởi cái hệ thống gọi là động mạch hoàn phổi. Đó, nó khó như thế. Hoặc là đến bây giờ mà nói thì cũng có rất nhiều những cái phương pháp điều trị các khối u bằng phương pháp nút mạch. Nhưng tại sao đối với cái trường hợp u phổi không ai sẽ đặt vấn đề nút mạch ra? Thì các bạn có biết này, vì chính là gì? Khi mà anh nút, anh có thể nút được mạch phế quản này, nhưng động mạch phổi về nguyên tắc không bao giờ nút. Vì tại sao? Đây là động mạch chức năng, nút là bệnh nhân sẽ tử vong. Vậy cho nên là gì? Chả người ta dạy gì thì nếu kiểu một cái khối u nằm đây, người ta nút được cái động mạch phế quản, động mạch phổi là vẫn cấp máu cho khối u này, hoặc là làm không thôi gì nhá. Thế cho nên là mới giải thích, nhiều người mới bảo là tại sao mà bây giờ cái vấn đề nút mạch ở các chuyên khoa khác người ta điều trị khối u tốt thế. Ví dụ chẳng hạn u gan người ta nút mạch gan, u buồng trứng người ta nút mạch động mạch tử cung, rồi các vị trí u khác ở trong bầu bụng, cũng u não người ta nút mạch não người ta có thể điều trị được. Thế nhưng mà trong thực tế với phổi thì người ta không làm cái việc đấy, chính là vì lý do này là chúng ta cần phải hiểu một cách sâu hơn một chút như thế nhé. Và đây cái sơ đồ, cái sơ đồ mai này là cái sơ đồ mà chúng ta thấy rằng là vì cái phổi của mình nó có cái túi thuốc giải phẫu sinh lý nó tuyệt vời như thế này. Bình thường khi bệnh nhân hít vào đó, thế thì gì, các phế nang nó nở ra và quá trình trao đổi khí oxy, các vị biết rồi, ở cái thành cái mao mạch thành phế nang liên quan đấy, tôi nói là cái tiểu trì phổi như vậy. Nhưng bình thường khi phế nang nó nở ra thì cái tĩnh mạch phổi, cái nơi mà vận chuyển máu từ trong tiểu trì phổi đi ra đó, nó nằm ở trong cái vách gian tiểu trì như thế này, thì nó phải xẹp lại, nhưng không, nó cũng nở ra. Và khi nó nở ra như thế là gì, là máu nhiều oxy chuyển ra ngoài một cách rất nhanh chóng. Đến khi là gì, phổi bắt đầu là gì, thở ra, các phế nang nó xẹp lại đấy, thì bình thường thì cái tĩnh mạch phổi này nó phải nở ra, đây nó cũng xẹp lại, nó hạn chế bớt cái việc chuyển máu ít oxy ra ngoài. Đây người ta gọi là một cái sơ đồ lý thuyết quan, hay người ta gọi là cái tuần hoàn đảo ngược. Cái tuần hoàn này nó chỉ có ở trong phổi thôi, nó không có đâu cả, ở trong cơ thể con người. Và chính cái tuần hoàn này nó giúp cho cái chức năng trao đổi khí ở phổi nó xảy ra một cách nhanh chóng như thế đó. Tức là nó khác quy luật. Có cái lần ở chỗ là gì? Đáng lẽ ra khi vì những cái thằng này chèn ép thì cái thằng này nó phải xẹp lại, đây không được cũng nở ra. Đáng lẽ ra là vì khi nó nở ra thì cái thằng này được giải phóng thì nó phải nó mở bung ra, nhưng nó tự nó xẹp lại. Đấy, để nó ngăn cản bớt cái việc tuần hoàn như thế. Thế thì cái ông Mai này là ông chết mấy chục đời rồi, nhưng mà vì ông là người phát hiện ra cái này đầu tiên trên thế giới, cho nên muôn đời về sau chúng ta vẫn phải nhắc tên ông là như thế. Chứ còn mặt ngang mũi lọng của ông Mai này như nào chắc chả ai biết. Đấy, nhưng mà trên thực tế thì cái lý thuyết khoan này của ông đến bây giờ vẫn tồn tại, yeah. Thì cái này thì cả.
Nhưng có điều là gì? Chúng ta mới liên hệ vào trên thực tế với cái phim hít vào thở ra, thì cái việc biểu hiện các mạch máu là như thế này. Các vị biết rồi nhá, khí vào này, đấy, khí vào thì bệnh nhân không khí nó vào đầy các phế nang, phổi nó sáng lên, nhưng chúng ta lại nhìn thấy được những cái vân phổi, và những cái vân phổi ở cái thì hít vào đấy thì phần lớn chúng ta lại nhìn thấy rất rõ là cái tính mạch phổi như đấy. Các vị biết này, đó, cái mà cái liên hệ từ cái giải phẫu này, cái tuần hoàn này với cái hình ảnh X quang nó là như thế nhá. Một cái phim càng hít vào tối đa thì chúng ta nhìn thấy các mạch máu này càng rõ nét, cái phần mà mạch máu chúng ta nhìn thấy đó là cái mà chúng ta hết sức lưu ý. Ở đây một vấn đề mà trước khi đi vào cái giải phẫu cụ thể đấy thì tôi muốn dành một ít phút để nói cái này. Cái này thì thực tế ra thế này, đây là những cái tiêu chuẩn để đánh giá một cái phim có đủ chụp, có đạt yêu cầu hay không. Tuy nhiên thì bác sĩ chúng ta không phải chụp, nhưng ngày mai bác sĩ chúng ta kiểm phải kiểm soát cái này nhá. Và đây là tiêu chuẩn chung áp dụng cho cả thế giới chứ không chỉ Việt Nam. Một cái phim phổi thường quy mà chụp để đạt được đủ các yêu cầu kỹ thuật để đạt ấy, thì nó đòi hỏi đạt phải 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái tiêu chí này. Và 6 cái tiêu chí này là 6 tiêu chí bắt buộc nhá. Cái này chắc là từ thời chính quyền chúng ta cũng đã được rồi. Nhưng ở đây ấy, nó chỉ có bổ sung một vấn đề là gì? Đối với các cái phim có ác thì chúng ta phải thấy được bờ trái của cuộc sống, mạch máu sau tim và dưới các túi cùng sườn mặt như cái bạn đấy tôi nói nhá. Một cái phim có ác ấy, đấy là tiêu chuẩn của nó. Thế còn đương nhiên là gì? Phổi phải làm trọn vẹn trong phim, không được lệch. Hai bên cân đối, tức là gì? Hai cái xương đòn này độ cao cũng như là các cái độ vênh nhau nó phải cân, xương bả phải được tách ra nhá. Tức là gì? Muốn tách xương bả là chống tay sườn, ép từ từ dài ra trước nhá. Thế rồi thì cái đậm độ đối với phim bình thường phải thấy được từ D3, D4 trở lên các cái này. Còn phim có ác thì gần như người ta thấy rõ toàn bộ nó nhá. Bao giờ cũng thế, bất kỳ phim đó đó thì bao giờ người ta cũng nhìn thấy được này, các cái mạch máu chỉ được phép kết thúc trên thành ngừng 1.5 cm thôi. Nếu cái phim non quá thì toàn bộ cái chỗ này nó sẽ trắng đã ra, phim đen quá rất là cứng ấy, thì nó xóa hết các mạch máu, không nhìn thấy gì đâu. Thế thì đấy là những cái tiêu chuẩn. Và đương nhiên bệnh nhân vẫn phải hít sâu vào tối đa nín thở mới được bóc vỏ. Làm thế nào để đánh giá được đấy là gì? Người ta đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bình thường nếu bệnh nhân hít sâu vào tối đa nín thở thì cái điểm cao nhất của vòng ngoài bên phải bao giờ cũng tương ứng với 1/3 nữa của khung trước xương sườn số 6. Nhớ như thế. Thế thì cái đó là cái gần như các cái tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật cứng để chúng ta phải áp dụng nhé. Ví dụ ngày mai chúng ta nhận một cái phim là gì? Hai cái xương bả đang điếm đấy, một cái bìa phổi chụp lại. Chụp một cái phim đấy là gì mà chúng ta thấy nó quá lon thiên như chúng ta nói lúc nãy, chụp lại quá cứng, chụp lại và đến cái xương sườn đấy, cái lòng hoành này lại lên đến đây chẳng hạn, yêu cầu chụp lại. Nó đơn giản, tức là nó không có gì khó khăn gì. Và đấy là những cái tiêu chuẩn mà tất cả các nhà liên quan trên thế giới người ta đã đồng thuận cái chuyện rồi, không có lý do gì chúng ta nói khác cả. Và đây người ta đưa ra một cái phim đấy ạ, vẫn cái bệnh nhân đấy nhá, đấy thở ra thì tự nhiên là gì, cái câu chuyện cái vùng này nó mờ không rõ nét, nhưng hít vào tối đa thì câu chuyện nó khác. Cho nên là cái câu chuyện hít sâu vào tối đa thì thả lẫy là như thế nhá, chúng ta phải hết sức lưu ý. Và đây đó, chúng ta nhìn ạ, cùng thì một bệnh nhân, nếu như chúng ta chụp mà tư thế, tức là cái kiều tia mà đi từ sau ra trước đấy, thế thì ở đây nó là một trong những cái mà gì, khi mà kỹ thuật người ta chụp ấy, người ta gọi là chụp lóc đô tích, cái chụp mà bắt buộc cái tia nó phải đi từ trước ra sau như thế này, và nó đi chết như thế này để nó hất hai cái xương đòn ra khỏi cái trường phổi này để nó quan sát được những cái khu vực này. Nhưng nhược điểm của cái này là gì, nó lại phóng đại cái tim lên, có bị hiểu. Cho nên không ai người ta dùng cái phim lóc đô tích này, cái phim hướng mặt này để mà người ta đọc cái vấn đề này, mà người ta chỉ quan tâm đến cái vùng hai đỉnh phổi như thế. Và bình hai đỉnh phổi nhá, nếu chụp bình thường xương đòn nó nằm ở đây, nhưng rõ ràng chụp ở tư thế này xương đòn nó bị hất ngược lên rồi. Cái này chắc các chuyên khoa phổi thì người ta làm rất nhiều nhá. Và nay mai các vị về làm, các vị cũng phải hết sức lưu ý cái tư thế này. Nhưng ở đây ý người ta nói là gì, nếu mà hướng tia nó sẽ quyết định đến cái sự phì đại của chụp thận như thế này, hết sức lưu ý. Và đây rõ ràng nếu chụp như thế này thì D2 phải lớn hơn D1 rồi, đây là làm sấp xuống và đây là làm rửa. Làm rửa thì bóng tim nó sẽ phóng đại như thế này, cái này rất dễ hiểu thôi, không có gì khó. Và đây trên phim nghiêng đấy, tiêu chuẩn trên phim nghiêng đấy là gì, các cái xương sườn bên này trùng nhau đấy. Đây là khoảng sáng sau tim, đây là khoảng sáng sau, ở đây là khoảng sáng sau ức, đây là khoảng sáng sau tim, tất cả những cái đó. Ở trên phim thẳng, nếu trên phim nghiêng phải, bao giờ hai vòng hoành cũng nhìn thấy rất rõ như này. Còn trên phim nghiêng trái thì cái vòng hoành trái sẽ biến mất ở một ngoài trước, nó biến mất ở trên khoảng cách nào
thực ra nó chả biến đi đâu cả, mà do nó đấy là gì, giữa cái vòm mạch với cái đầu tim ấy, cái vòm tim nó hợp chặt với nhau lên nhau, nó tạo ra một cái dấu hiệu gọi là xóa cái đường bào hòa đi, thì lúc đấy chúng ta không nhìn thấy nó được, chứ còn không phải cắt nhau như các thầy giảng như trước đó, chúng ta phải hết sức lưu ý đấy. Thế vào đây khi mà phân tích hình ảnh một cái phim bình thường ấy, mà chúng ta phải hết sức lưu ý, bệnh nhân này là bệnh nhân nam hay nữ vậy ạ? Tại sao biết là nữ ạ? Đúng rồi, hai cái vú này có cân nhau mà cân đâu, cái này kéo từ đây sang đây, cái này nó chảy dài xuống hơn khoảng 2 cm đúng không? Có gì đến núm vú mà rồi núm vú bên trái đây bên phải đâu ạ? Một câu hỏi rất nhỏ là cái cô này đã có gia đình chưa? Chắc lên Hà Nội rồi luôn đó. Ý tôi muốn nói rằng là thế này, cái câu chuyện đặt ra là cái sự lệch lạc của nó là đương nhiên hay rất hay xảy ra. Và rõ ràng là gì đây này, nếu cái này nó cứng nhắc nhìn thấy rõ, nhưng nếu cái này nếu mà nhìn rất tinh thì nhìn thấy nó nằm ở đây không rõ ràng lắm, còn ở đây đây đó. Chúng ta nhìn nó bên mờ bên nhạt là vì như thế nha, chúng ta phải hết sức lưu ý. Và rõ ràng bên cao bên thấp như thế này thì chứng tỏ rằng này nó lệch lạc rồi, mà nó lệch lạc tức là đưa bộ phận này vào sử dụng nhiều năm nhiều tháng rồi đấy, cũng như các. Và cái người bác sĩ chẩn đoán hình ảnh phải nhận biết được điều đó để định hướng cho các nhà lâm sàng xem là cái vấn đề cái hoành trái là lên cao là do gì, trên này nó giảm thể tích nó kéo lên, hay là có cái gì ở dưới đó đẩy lên, hay là do vấn đề liệt vào hoành nó tự nó trôi lên, thì đấy là những cái vấn đề chúng ta phải chú ý nhá. Nhớ nhá, phải luôn cao hơn trái, cái cao ấy tối đa có thể đến 4 cm bình thường, phải bằng với trái cũng là bình thường, đương nhiên chỉ trong suối 10%, còn nếu mà trái mà đã cao hơn phải thì luôn luôn là bất thường, không bao giờ là bình thường hết. Đấy là vấn đề thứ nhất về vòng hoành. Vấn đề thứ hai, khi quan sát ở trên phim chúng ta sẽ nhìn, đây là cái phim mà người Pháp người ta chụp rất là đen, chứ còn đương nhiên những cái phim chúng ta chụp nó đẹp hơn nhỉ, thì chúng ta rất hay hình ảnh như thế này, hình ảnh là nó xuất hiện những cái lết nhăn ở cái màng phổi vùng đỉnh, người ta gọi là hình ảnh ngũ đỉnh phổi. Tại sao vậy ạ? Cái phổi nó là cái tạng mềm như cái đàn xếp, đến cái góc nhọn nó quay lại nó gấp lại thì đương nhiên nó phải có những lớp nhăn này, và khi cái lớp nhăn ấy tạo ra thì chúng ta rất hay đọc nhầm đấy là dày màng phổi vùng đỉnh. Thế xin lưu ý một câu chuyện thứ hai cũng là bình thường, rất dễ nhầm, đấy là bóng mờ sườn. Các vị biết rồi, các cái xương sườn nó nhìn sát sát nhau này, nó tạo ra cái bóng mờ. Nếu đặc biệt trên cái phim chụp hơi non tiêm thì có cảm giác cái bóng mờ sườn nó dày lên, đọc bé này là chẩn đoán dày màng phổi. Hai cái cấu trúc ấy là hai cái cấu trúc tất cả các nhà điện quang người ta đều phải nhắc nhở các vị là khi đọc phim hết sức cẩn thận. Làm nào để phân biệt được, tốt nhất là làm cái bài toán so sánh hai bên. Nhưng đồng thời nếu có hai vú đỉnh phổi thì cũng coi hết được rồi, nhưng dày màng phổi ít khi nó dày cả hai bên, so sánh bên này bên kia sẽ biết ngay. Đó, thì những cái đó là những cái về mặt kỹ năng chúng ta phải biết. Và đây phim thẳng và phim nghiêng như thế này, người ta vẽ như này là có ý rồi đúng không? Phim thẳng chỉ nhìn thấy đánh như tỷ bé thôi, nhưng phim nghiêng nhìn thấy cả đánh như tỷ lớn là như bé. Đây là nghiêng trái, đây là nghiêng phải. Đó. Và đây nhớ rằng nhá, trên phim thẳng thì ngay cả chỗ này vẫn là chỉ dưới, và trên phim nghiêng người ta vẽ là như thế này ấy. Cái đánh nhân dưới kết thúc ở đây thì toàn bộ cái chỗ này cũng là chỉ dưới. Nhớ vấn đề như thế, chúng ta phải hết sức lưu ý. Và đây là cái mà người ta hướng dẫn cho các vị học về mặt giải phẫu nhận định các cái vị trí tổn thương ở trên phim đấy ạ. Đây bên phải nhá, có đánh như chỉ lớn bé, chia thành chỉ trên, chỉ giữa và chỉ dưới. Đó. Thế thì đây là trên phim thẳng và đây trên phim nghiêng. Rõ ràng là gì? Nếu chúng ta chỉ nhận định vị trí giải phẫu trên phim thẳng thì nhiều khi sai ghét cả đúng rồi. Nó sai ở chỗ nào? Ví dụ phân thủy 1 ok, phân thủy 2 ok, nhưng 3 với 6 thì ok thì không, nó trùng nhau mất rồi đúng không? Đó. Và để giúp cho các cái học viên, các học trò nhớ được ấy, thì tôi cũng không hiểu được cái câu này từ thầy nào, từ đời thầy nào ra tôi không biết. Nhưng mà gì học trò cứ truyền nhau đấy là gì? Nếu như để nhớ được các cái vị trí phân thủy ở trên phim nghiêng phải, à, trên phim phải, phim phim bên phải này, thì bao giờ cũng phối hợp giữa phim thẳng và phim nghiêng, và có một cái câu vè như thế này các vị nhớ để học thuộc. Một trước, hai sau, ba sáu trùng nhau nhá. Nếu mà người ta khi mà người ta biết người ta đưa được cái phim này không đánh số, sau khi mình nhìn được cái niên thì lớn rồi, nhìn được cái niên thì bé rồi, lập tức là gì, chúng ta phải biết là gì, à cái vùng đỉnh này đấy là phân thủy 1, nhưng đương nhiên phần lớn nó ra phía trước, cái phân thủy 2 rõ ràng nó phải ở phía sau. Cái này phải nhớ nhé, phải hình dung nhé, nay mai đọc các lớp nó cũng rất cần cái này ấy, để mà xem là vẫn nhận định cái vị trí tổn thương nó nằm ở đâu. Hai ra sau, và rõ ràng nếu kẻ một cái đường như thế này thì như thế nào. Và đây còn lại chỉ dưới thì làm sao ạ? Các vị hình dung lúc đấy nó như là một cái hình nón này. Hình nón kim tự tác hai gọc có bốn mặt như này,
cắt cùng cái đầu đi, đấy là vân thủy 6. Và nhớ rằng vân thủy 6 đến bây giờ mà nói là vẫn được gọi là thủy cao, là vùng cao của phổi đấy nhá. Còn lại cái kim tự tháp cái sập chặt mất cái đầu, chia làm 4 phần. Đấy, chia làm 4 phần. Thì các vị thấy dung như thế này. Để cho nó dễ nhớ thì các vị sẽ hình dung đến chính cơ thể mình là mốc nhá. Cái phần phổi mà sát với tim người ta gọi là đáy trong. Đúng không? Cái phần ra phía trước gọi là đáy trước, phần ra phía ngoài gọi là đáy ngoài, phần ra phía sau gọi là đáy sau. Và tương ứng với gì? 7, 8, 9 và 10. Đấy, đi thi các bạn cứ viết theo một trong hai kiểu đấy đỗ hết, không ai đánh kiểu. Nhưng để cho dễ nhớ thì người ta hướng dẫn cái cách như thế. Đáy trong tức là 7, đáy nó gần phía trong đường giữa rồi. Đáy trước ra phía trước, đáy ngoài, đáy sau. Cứ lấy dùng như mình. Và nó tương ứng với 7, 8, 9 và 10. Nói như vậy là gì? Là chúng ta thấy rằng bản chất cái câu chuyện từ 10 con số rất khó nhớ thì chúng ta trở nên rất dễ nhớ nha. Một trước, hai sau, ba sáu chiều nhau, sáu là phân tỉnh hình, đáy trong, đáy trước, đáy ngoài, đáy sau. Còn 4, 5 nhớ rằng cái đường phân chia này là đường thẳng đứng từ trên đến dưới, nó là như vậy nha. Vậy trên bên nghiêng là trên bên trái là sao? Nó chẳng khác gì bên phải nha. Cũng một trước, hai sau, ba chấm đường nhau, cũng sáu như thế này. Nhưng chỉ có điều là gì? Riêng cái thì giữa ở bên phải và tương ứng thì giữa bên trái này này thì nó chia đôi, gọi là lưỡi trên và lưỡi dưới. Và đương nhiên cái hình dung lưỡi là nó nằm ngang, nhưng cái lưỡi người nào mà nó chồng ngược và uốn đến người ta gọi là uốn ba tấc lưỡi nó rồi, không đúng, đúng không? Còn bình thường lưỡi thè ra cái nó chỉ nằm ngang như này, lưỡi trên và lưỡi dưới, rất dễ nhớ, đúng không? Thế và riêng đối với thì dưới giống hệt bên phải, chỉ có điều là gì, do cái điện tim nó chiếm mất chỗ cho nên phân thủy 7 nó không còn nữa, chỉ có 8, 9 và 10 thôi. Đánh số 1, 2, 3, 4, 5, 6 bảy nghỉ, 8, 9, 10. Tức là gì? Chỉ còn đáy trước, đáy ngoài và đáy sau, không có đáy trong nữa. Có dễ nhớ mà. Những cái câu này là thi hay và hay hỏi lắm, thường xuyên là hỏi luôn nhá. Thì chúng ta nhớ một cách từ cái chỗ mà nhớ. Nhưng cái mà tôi muốn các bạn nhớ ở đây ấy, để khi nay mang, khi mà chúng ta đọc, chúng ta thực hành trên phim thì chúng ta đọc nó đúng. Và nhớ rằng đối với đọc một cái phim phổi ấy, thì nhận định vị trí tổn thương cực kỳ quan trọng. Đấy. Nó có những loại tổn thương nó gặp, nó rất hay gặp ở vị trí này nhưng không gặp vị trí kia. Ví dụ người ta thấy một cái khối mờ đậm tròn mà nó nằm ở phân thủy 3 này, phần lớn là ung thư. Nhưng nếu nó lại chuyển đến phân thủy 2 này hoặc là phân thủy 6 thì câu chuyện này rất thật. Hoặc là gì, những cái bên, những cái đã thống kê rồi ở trên phim như phải là những cái tổn thương ở thì giữa này, này tỷ lệ ung thư thấp nhất trong các bạn, nhưng mà nó chỉ dần đến phân thủy 3 thì câu chuyện lại khác. Hoặc là ngày mai chúng ta sẽ học tất cả những tổn thương não phổi phần lớn lại nằm ở vùng cao. Vùng cao đấy là gì? Đấy là thủy trên 1, 2, 3 với phân thủy 6 này. Ít khi nó xuống thấp, khi nó xuống thấp nó chỉ mang để đối xứng đối chéo thôi. Trên trên là gì? Ý cho nên người ta nói là gì? Cái việc phân chia vị trí tổn thương trên phổi nó rất có ý nghĩa. Nó không giống như phân chia ở cái thùy ở phân thủy gan đâu ạ. Thùy ở phân thủy gan này nó nằm ở chỗ nào bệnh lý giống nhau cả. Nhưng ở đây nó khác. Đó, chúng ta phải hết sức lưu ý nó là như vậy. Về nhu mô phổi thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải nhìn thấy cái đường dẫn khí này. Bình thường ấy, đường dẫn khí chúng ta chỉ nhìn lên ống sáng như thế này thôi. Đấy, nó đen như thế này gọi là sáng thế này. Đấy, nhìn thấy ống sáng từ trên xuống dưới chia đôi đến D4 đến 5 chia đôi thì phế quản gốc. Bình thường cái thành này là không nhìn thấy. Tại sao như thế ạ? Vì tất cả nó đều cấu trúc bằng sụn, mà đã là sụn là không cần quang. Có nghĩa là bình thường không nhìn thấy thành của nó. Vậy là khi mà anh nhìn thấy nó thì là nó bất thường đấy. Có hiểu không ạ? Đấy, chúng ta phải hiểu cái nguyên lý những cái phân tích của cái phim như này. Chúng ta nhìn thế này có thấy là thành một khí quản ạ? Không thấy. Thành phế quản nó có thể cũng không thể đâu, nhưng rõ ràng ống sáng này thì không ai phủ nhận hết. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là gì? Chúng ta đấy, cái góc tôi khẳng định đây nghe nó là mạch máu chứ không phải